Dạ chắc không cần cô. Thôi chắc mình học luôn cái bài, chắc đổi không khí để cô dạy cái bài tư vấn cái phá thai và các phương pháp phá thai trước đi. Cái bài sức khỏe sinh sản là mình sẽ học cuối cùng. Rồi lớp mình có nhìn thấy bài đúng không? Dạ thấy ạ. Rồi thôi cho mấy bạn đi uống nước cho mà 1 phút nha. 8:25 là 30 đi, cho 5 phút đi nha. 30 cô sẽ quay lại nha.
Alo, cái lớp mà mình vô lớp nha. Nãy giờ cô dạy cái bài cũ á, bây giờ hỏi lại xíu đi. Phương Nam, Bùi Phương Nam, họ giống cô là gọi Bùi Phương Nam, có không Nam? Em nghe cô ơi. Giờ Nam ơi, Nam nói với cô biết hồi nãy cô có so sánh cái sổ khám thai với cái phiếu theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà, có nhớ không? Nó khác biệt ở chỗ nào ha Nam? Em cho một cái ý thôi. Dạ, thưa cô thì cái phiếu này là mình chỉ gửi cho cái tuyến điều trị thôi cô. Còn cái sổ khám thai là sẽ theo dõi toàn bộ cái thời gian thai nghén của bịch của sản phụ luôn. Toàn bộ thời gian có nghĩa là sao? Cụ thể hơn xí nữa đi. Dạ thưa cô, em cũng chưa có nắm rõ lắm, để chút em kiểm tra lại cô. Trời ơi, vậy công cốc bây giờ tôi dạy rồi thì chưa biết ngay mà. Rồi Nam là bị điểm trừ nha Nam. Minh Châu. Cao Minh Châu. Dạ, alo ạ. Ừ, nãy giờ cô nói có sự khác biệt, em thấy khác biệt chỗ nào? Thôi bây giờ em bổ sung ý của bạn Phương Nam hồi nãy đi. Bạn nói khác nhau thì trong cái quá trình nào theo dõi nó khác nhau chỗ nào? Dạ, thưa cô là nãy giờ em đi vệ sinh em cũng mới quay lại, em chưa rõ cô câu hỏi cô ạ. À vậy cô nói là câu hỏi ha. Thì Dạ. em so sánh cái sự khác biệt của cái hai với cái phiếu theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà. Em cho cô một cái sự khác biệt. Rồi cô sẽ mời một bạn khác theo. Cả lớp chú ý nha. Tại vì nếu mấy bạn học không đàng hoàng là cô hứa cô cho câu hỏi thì khó đó nha. Dạ. Dạ, thêm cái sự khác biệt giữa cái phiếu người thai thì em nghĩ là cái thời gian mà cái thời gian mà của thai kỳ ấy, khi mà tùy thuộc vào cái thời gian của thai kỳ mà mình lựa chọn cái phương pháp phá thai khác nhau. Trời ơi, cô hỏi bài cũ, cô chưa hỏi bài mới mà. Nói chưa mấy bạn, bạn nào phát biểu được nè. Bạn Châu nói sai luôn rồi, có nghĩa là bạn Châu cũng không có theo dõi bài. Dạ để em phát biểu rồi. Có nghe em không cô? Bạn nào mà học tốt đó, cô sẽ hứa cộng điểm nha, vĩ trường. Còn bạn nào mà Dạ. học cái này cô rất là buồn bởi vì cô đã công sức dạy xong mấy bạn nè. Uyên Đình có phát biểu nè, tốt, có nghĩa là mấy bạn có sự tương tác với cô chứ bây giờ cô ngồi cô nói đã đờ sao mấy bạn trả lời chất quớt làm cô buồn lắm luôn á. Rồi mình trả lời đi Đình. Dạ là Trường, trường. dạ thì theo em nhớ là cô nói là sự khác nhau giữa sổ khám và phiếu khám đó là khác nhau từ trang 5 tới trang 9. Trang 5 là quá trình sanh của thai phụ, còn trang 6 là hậu sản, kiểu mình theo dõi mấy cái đó là khác nhau từ trang 5 tới trang 9. Rồi ví dụ như trang 5 nó khác những gì em nhớ không? Còn có những phần gì thêm? Trang 5 em không có nhớ kỹ nhưng em nhớ là trang 5 là theo dõi quá trình sanh của thai phụ, còn thay trang 6 là hậu sản của thai phụ. Đúng rồi. Là những cái yếu tố mình theo dõi trong thời kỳ hậu sản đúng không? Rồi kiểm Dạ đúng tra rồi cô. nhớ gì không? Mình không cần nhớ đúng số trang, mình chỉ cần nhớ giùm cô cái nội dung thôi. Rồi ngoài ra còn cái gì nữa? Tiếp theo nó còn khác chỗ nào nữa? Có nghĩa là hậu sản nè. Thì sau khi hậu sản xong là đến cái phần gì? Thanh Nguyệt. Rồi cô cảm ơn nha. Rồi cảm ơn Trường. Giờ đến Nguyệt đi. Thanh Nguyệt. Trần Đoàn Thanh Dạ, Nguyệt. cô nghe con nói không Nói đi Nguyệt. cô? Cô là ngoại trừ cái lúc mà chuyển dạ thì mình còn theo dõi hậu sản,
và kế hoạch hóa gia đình sau sinh. Mình có thêm trang là lời khuyên của cán bộ y tế và những lưu ý dành cho bạn. Đúng rồi, chính xác luôn đó. Đấy, mấy bạn học về có phải hỏi cô hỏi mấy bạn trả lời được, có phải cô cảm thấy vui vẻ là mấy bạn đã nghe bài không? Vì chính vì những cái sự khác biệt đó cho nên nó là nó có bao hàm tất cả những cái quá trình từ lúc theo dõi thai kỳ cho đến lúc sau sanh luôn, thì sẽ giúp cho cái sự gì liên tục của cái người sản người phụ nữ đó, người ta được cái theo dõi cả bao nhiêu năm ha, và khoảng cách giữa các lần sanh người ta biết được luôn ha, và những lần sinh trước thai có tốt hay không, rồi có trở ngại gì, có phải sanh ở tuyến trên, có sanh mổ, sanh giúp, lý do là gì, người ta theo dõi được hết. Thì nếu một cái hệ thống như vậy thì mình sẽ giúp cái công tác mà chăm sóc sức khỏe sinh sản nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ha. Ví dụ sau một bài mấy bạn trả lời vậy có phải cô cảm thấy vui vẻ không? Còn đâu mà mấy bạn cũ là trả lời linh tan tinh nè, làm cô buồn ghê, Châu nè ha. Rồi Nam đó chứ Nam. Rồi, bây giờ mình sẽ học qua bài về tư vấn phá thai ha, và các biện pháp đình chỉ thai. Bây giờ lớp mình có ai, hồi xưa mình đi Y4 á, mình có qua khoa cái đó gia đình mình thực hành không ta, thực mình ngồi mình kiến tập á, mình nghe tư vấn hoặc mình gặp những tình huống nào, hoặc trong cái quá trình mấy bạn đi đi làm á, các thứ là đi thực tập ở các khoa các bệnh viện á, mấy bạn có cái câu hỏi hoặc cái ý tưởng về cái bài hôm nay không, có một cái tình huống nào hoặc một cái gì đó mấy bạn thắc mắc hay không? Y6 là mình sẽ học các biện pháp tránh thai và các cái phương pháp đình chỉ thai và công tác tư vấn ha. Thì hôm nay cô dạy có một cái phần bài, một bài đình chỉ thai và tư vấn về các biện pháp phá thai, còn một bác sĩ sẽ dạy các bạn về các phương pháp, các biện pháp tránh thai. Nhưng mà khi đi bệnh viện trình chuyên đề Y6 thì sẽ trình chuyên đề với cô và các biện pháp tránh thai, là tất cả các nhóm đều phải trình với cô hết nha. Bên tự vũ bốn nhóm sẽ trình bốn đợt đi ấy. Cho nên những cái bài này nó liên hệ với nhau rất là quan trọng. Nếu mấy bạn nhận thấy được cái sự quan trọng đó thì mấy bạn học mới tốt được. À, sau này mình lớn mình sẽ gặp nhiều cái tình huống lắm. Bạn nào có ý kiến không cô vừa hỏi đó? Mình có thắc mắc hoặc mình có cái tình huống nào mình cứ thoải mái chia sẻ cho các bạn thôi. Hoặc là khi mà nghe cái tên bài giảng hôm nay thì mấy bạn muốn học những gì? Dạ, dạ cô. Giỏi, đâu bạn nào, đâu Nhi. Đó, cô thích cái sự mà mấy bạn tích cực như vậy đó. Rồi Nhi nói đi em. Dạ, cô ơi, em có một thắc mắc là có một số người có thắc mắc với em là sao một cái biện pháp phá thai thì cái có thể là mang thai lại hay không đó cô? Em có thắc mắc nhất khi muốn học bài này. Có mang thai lại không? Có nghĩa là sau khi đình chỉ thai như vậy thì người ta có khả năng có thai lại hay không đúng không? Dạ đúng ạ. Theo em thì sao? Em nghĩ là cũng tùy phương pháp phá thai bằng cách nào nữa. Nhưng mà em thật sự là chưa có rõ cho nên là em khá thắc mắc. Rồi ok, lát nữa cái bài học thi xong bài này á, Nhi nhớ phát biểu cho cô nha. Nhi nhớ phát biểu cho cô em đã hiểu được những vấn đề gì, có cần giải đáp gì thêm hay không nha. Rồi tốt. Rồi còn mặt nào nữa không? Hồi bữa cô có một trình một cái chuyên đề về cái thuốc tránh thai thế hệ mới á, của một cái công ty, người ta mời mình nói chuyện cho nhân viên á. Thì đa số nhân viên ở đó thì đa số là trình dược viên ha, trình dược viên đủ các cấp á. À, thì mấy bạn thắc mắc rất rất là nhiều câu hỏi mà thực sự là rất là khó, nếu mà là bác sĩ chưa chắc người ta thắc mắc nhiều như vậy. À, còn đây mấy bạn đi gặp nhiều tình huống, mấy bạn bán thuốc cả nước luôn từ Bắc chí Nam ha, cho nên mấy bạn đưa ra rất là nhiều câu hỏi khó khăn luôn á. Thì đó là những câu hỏi thực tế, thì khi mà mình học bài như vậy, khi học xong thì mình phải biết là mình tiếp nhận được cái thông tin gì, chứ không có ngồi đây phí thời gian lắm ha. Cô mới học mà online là cái là mình khó cái tương tác với nhau á, còn đỡ một cái là phải đỡ phải di chuyển. Nhưng mà khi học với cô bệnh viện là mấy bạn tích cực phát biểu thì cô sẽ có cho điểm cộng nha. Rồi Nhân, Hồng Nhân. Thí dụ như mà bệnh nhân đến với mình nhưng mà cái thai đó quá lớn rồi, ý là mình cái thai đó thành hình rồi này nọ, mình bây giờ mình không thể nào
dùng phương pháp phá thai cho bệnh nhân được mà bệnh nhân rất muốn làm á, mà mình từ chối á, thì người ta đi phòng khám ngoài á, thì lúc đó mình phải làm sao thôi. À, thì bây giờ hôm nay sẽ học phá thai nội khoa và ngoại khoa. À, ngoại khoa thì mình chỉ được học đến phá thai đến 18 tuần thôi. Còn sau đó những cái thai lớn hơn á, ngoài có thể là ngoại khoa cũng có thể là nội khoa. Đa số những cái thai mà thành hình mà nó quá lớn cái tuổi thai của mình theo dõi á, thì mình sẽ cho người ta dùng thuốc để cho giống như một cuộc chuyển dạ xanh. À, thì những cái trường hợp đó em nên khuyên á, người ta khám ở những bệnh viện tuyến trên mà có khả năng nhập viện để theo dõi cho xanh. À, còn không có nên làm ở những cái phòng khám tư, tại vì có những nơi á, đã có những trường hợp làm ở những phòng khám linh tan tinh á, cuối cùng cái thai nó vẫn còn nguyên, có nghĩa là thai nó vẫn chưa có sảy, chưa có gì hết trơn, nhưng mà có những trường hợp là gì, nó đã gấp được một cái phần nào đó của thai nhưng mà cái thai đó nó vẫn phát triển như vậy thì rất là nguy hiểm. Và có những trường hợp nó bị thủng tử cung luôn, tổn thương tử cung, gọi là thủng tử cung á. À, chảy máu rất là nhiều và đau bụng, xuất huyết nội, cho bắt đầu nhập viện vô tự vũ xử lý, xử trí mà người ta không có vá được cái chỗ khủng đó thì cứ cắt tử cung đi thôi. Thì đó là những cái nguy cơ và thậm chí người ta mất tiền rất là nhiều. À, rồi Trung Hồ đợi cô xíu, cô nói xong cái này rồi Trung Hồ phát biểu ha. Cô đã gặp hai cái trường hợp gần đây nhất ha, đến nó phòng khám của cô, một ca và một ca đến bệnh viện tự vũ khoa cấp cứu đem cô trực, là hai trường hợp á, là bạn này mới có thai 6 tuần thôi ha. 6 tuần thì thai rất là nhỏ luôn. Mà những cái phòng khám bên ngoài là phòng khám, cô nhớ cái tên là phòng khám gì ta? Nói chung là nó trên mạng, chỉ cần search cái mà nó nhảy cái phòng khám nó vô liền. Tự nhiên cô quên mất cái tên, nó lướt rất là dễ luôn á. Dễ mà nói chung thành đô cái gì đó. À, thì cái phòng khám đó người ta tội nghiệp lắm, người ta hút hết cái thai ra luôn. Người ta dùng phương pháp hút thai. Mà trong khi mình biết là thai, phá thai nội khoa là dưới 7 tuần vô kinh, thậm chí dưới 9 tuần vô kinh tại bệnh viện tuyến trên như tự vũ vẫn làm được, và thậm chí thai 9 tuần vô kinh mà trên một vết mổ cũ bệnh viện tự vũ vẫn cho uống thuốc được ha, là phá thai nội khoa. Còn bệnh viện đó nó linh tinh là nó gì, nó hút thai, và khi nó hút thai như vậy thứ nhất là nó sẽ dùng thêm cái phí gây mê gây tê giảm đau gì đó, nó lấy thêm tiền ta khoảng tầm 3 triệu rồi phí thêm hút thai đó, là mình không thấy không đáng để mà dùng như vậy. Ngoài ra khi can thiệp những cái thủ thuật như vậy thì nguy cơ nó sẽ gì, nó tổn thương tử cung. Ví dụ như mấy bạn có hỏi á, là có thai lại hay không, là gì nếu mà nó dính buồng tử cung do biện pháp không có vô khuẩn á, thì nó sẽ gây dính luôn buồng tử cung, thì sau này không bao giờ mang thai được nữa, hoặc thậm chí là thủng tử cung ha. Thì đó là cái trường hợp mà sau khi mấy bạn đó làm thủ thuật xong rất là hoang mang, chạy đến những nơi để kiểm tra, thì đó một nơi là bệnh viện tự vũ có kiểm tra cái ca đó, thì may mắn là chưa có bị tổn thương gì hết. À, tuy nhiên ra máu rất là nhiều. Và một ca mà qua phòng khám cô kiểm tra thì mấy bạn biết chuyện gì không? Đặt cái mã vạch cô kiểm tra đó là cái cổ tử cung bị đốt cháy đen như là thịt nướng á. Mấy bạn có biết thịt nướng, mấy bạn nướng mà nó cháy khét á, thì cái cổ tử cung nó khét y chang vậy đó. Không biết đốt kiểu gì mà nó nát bét luôn. Mà mình thấy các bạn đó mới có 16, 18 tuổi rồi, rất là nhỏ luôn ha. À, cô nói chuyện với bạn đó mà nó còn không có hiểu được vấn đề nữa đó. Thì mấy bạn lúc đó dịch thì nó chảy ra rất là nhiều, máu cũng chảy ra nhiều, nó viêm nhiễm rồi nó gì, nó tổn thương cái mô như vậy, nó dễ dẫn đến những cái bất thường viêm cổ tử cung, thậm chí là nó tổn thương xấu hơn nữa ha. Thì cho mấy bạn thấy là cái nguy cơ mà nắm không được cái tình hình đó, mà bây giờ những cái phòng khám mọc ra rất là nhiều. Rồi Hồ, Trung Hồ, Trung Hồ hỏi hay là ý kiến gì không Trung Hồ, nói đi em. Ừ. Dạ cô nghe không cô? Ờ cô nghe nè. Dạ. Dạ, hồi Y4 em đi trực sản, em có gặp một trường hợp như thế này. Dạ, dạ có một đứa bé dưới 16 tuổi bị xâm hại và có thai. À, gia đình đưa đứa bé vào Hùng Phương để phá thai đó cô. Vậy không biết là nếu mà mình ở trong trường hợp đó thì bác sĩ sẽ phải tư vấn như thế nào? À, có được thực hiện phá thai cho trẻ dưới 16 tuổi hay không? Và các vấn đề pháp lý xung quanh đó, ví dụ là mình có phải báo công an hay sao không đó cô? Câu hỏi em cảm ơn. Câu này khá là hay. Khi mà mình một can thiệp một cái đối tượng nào đó, nhất là vấn đề phá thai á, đình chỉ thai á, thì luôn luôn phải có cái sự đồng thuận của cả hai vợ chồng. Còn đối với những cái nạn nhân á, mà hoặc là những cái bạn như vậy như mà em vừa nói á, thì mình sẽ phải có một cái giấy tờ để có người giám hộ ha, phải ký vào biên bản ha và ghi nhận. Thì chút xíu cái bài giảng của mình cũng sẽ có cái phần đó.
Nói chung về vấn đề thủ tục hành chính là luôn luôn mấy bạn phải tuân thủ. Bởi vì có rất là nhiều cái ca, cô nói chút xíu rồi quay lại cái ca của mình. Có nhiều ca đó là sau khi bà vợ cứ nhất định là tôi không có khả năng mang thai vì tôi không có tiền nuôi đứa con này, hay là làm đủ thứ năn nỉ ở những phòng mạch tư, phòng khám tư. Nhiều khi cho đình chỉ thai mà quên mất ký cái giấy đồng thuận, cái giấy mà người ta được, hai vợ chồng đồng ý chấm dứt thai kỳ đó. Đến ngày hôm sau ông chồng quay lại ông đòi, ông nói tôi đâu có đồng ý cho sao bà đi phá thai, vậy là bác sĩ đền cho tôi. Thì đó là những cái có thể là thực tế, cũng có thể là gì, có thể là cái bẫy của người ta. À, người ta làm tiền hoặc người ta làm cái gì đó. Cho nên tốt nhất là mình phải tuân thủ cái giấy tờ. À, khi mà muốn chấm dứt thai kỳ phải có một cái biên bản ký nhận vô của xác nhận của cả hai người đồng ý chấm dứt thai kỳ. Còn đối với những trẻ vị thành niên là phải có người giám hộ ký, cho ký vô như vậy. Còn đối với những cái bé mà vị thành niên đó, đó nó là xác định là cái tình trạng mà bị xâm hại như vậy á, nếu chưa có thai hoặc là để giám định y khoa đó, thì lúc đó phải báo cho cảnh sát đến hỗ trợ. Và mình sẽ lấy mẫu cái tinh dịch các thứ trong cái vùng âm hộ, âm đạo ha, để mình xác nhận. Còn nếu mà bé đó đã hình thành có cái thai rồi và muốn đình chỉ thai á, thì mình có cần cái ký giấy cam kết của người nhà. Chút xíu cái bài giảng của mình cô sẽ đề cập. Rồi nói chung đến đây thì mấy bạn cũng có sự hợp tác ha, mình sẽ vô bài giảng chính của mình luôn. Rồi tư vấn về phá thai. À, là giúp khách hàng tự quyết định việc phá thai cùng với cán bộ y tế lựa chọn phương pháp phá thai phù hợp. Có nghĩa là khách hàng tự quyết định chứ bắt cán bộ y tế không có tham gia vào cái tự vấn đề quyết định. Mình chỉ tư vấn và người ta tự quyết định và cùng với cán bộ y tế lựa chọn cái phương pháp phá thai phù hợp. Sau khi người ta nắm được những cái thông tin mà mình tư vấn, thứ nhất là về các phương pháp phá thai hiện có tại cái cơ sở của mình, ha, về cái quy trình phá thai là như thế nào, từng bước như thế nào, mình sẽ nói cho người ta biết cái quy trình để người ta nắm biết bắt được. Đồng thời mình sẽ thông báo những cái tai biến và nguy cơ có thể gặp, ví dụ những cái tai biến nào có thể xảy ra, những nguy cơ nào có thể sẽ xảy ra tại chỗ và sau khi người ta về nhà, để người ta biết khi gặp những cái tai biến nguy cơ như vậy, một là người ta phải tái khám ngay, và hai là nếu xảy ra những cái nguy cơ tai biến này người ta phải chấp nhận vì người ta ký cam kết với mình rồi, chứ không thực đổ thừa cho bác sĩ ha, là không biết gì cả. Và cái tiếp theo là người ta phải nắm biết bắt được cái tự chăm sóc cái bản thân sau thủ thuật như thế nào, có nghĩa là vệ sinh như thế nào cho nó tốt, để đừng nó hạn chế những tình trạng viêm nhiễm tại chỗ lại ha. Và người ta nắm được các biện pháp tránh thai phù hợp ngay sau khi áp dụng biện pháp thủ thuật phá thai. Có nghĩa là cái câu hỏi này trả lời là nếu mình phá thai một cách an toàn ha, và những đồ dụng cụ mình vô khuẩn và đúng chỉ định, đúng kỹ thuật, thì mình vẫn có thể có thai lại bình thường ha, và thậm chí có thai lại sớm. Cho nên sau những trường hợp phá thai thì mình phải tư vấn người ta áp dụng biện pháp tránh thai luôn để không có bị có thai lặp lại sau cái khi phá thai. Có những trường hợp á, bác sĩ tư vấn là khách hàng này nên quay lại tái khám để kiểm tra coi đã ổn chưa và áp dụng biện pháp tránh thai luôn, thì người ta không có đến khám, người ta chờ, người ta làm gì ở nhà bận rộn gì đó, không biết cái lý do rất là nhiều. Đến khi người ta quay lại với mình khoảng tháng sau hoặc hơn tháng sau, người ta nói ủa bác sĩ ơi, em thử quýt stick nó lại lên hai vạch rồi em cảm thấy người em bị ngén bị gì, kiểm tra lại là có thai tiếp. Đó là cái gì, đó là cái sai lầm của cái khách hàng đó. Cho nên mình phải tư vấn cho người ta biết là nếu không áp dụng biện pháp tránh thai, không tái khám lại để kiểm tra, thì nguy cơ là có bầu có thai lại là rất là sớm nha. Thì đây cái slide này mình nắm được chưa? Rồi về phía cái yêu cầu với cán bộ tư vấn á, về cái kiến thức á, là mình phải biết được cái nhu cầu của khách hàng. Như hồi nãy mình biết là tại sao người ta muốn chấm dứt thai kỳ, vì thai này thai ngoài ý muốn, hay về vì bị xâm hại, như bạn có đưa ra một cái tình huống á, mà muốn chấm dứt thai nghén. Tuy nhiên là mình phải nắm được cái chính sách pháp luật của nhà nước về sức khỏe sinh sản và các chuẩn mực xã hội. Có nghĩa là đây không cho phép phá thai theo cái giới tính. Có nghĩa là nhiều khi người ta lựa chọn giới tính, người ta biết đây không phải giới tính người ta mong muốn và người ta đòi chấm dứt thai kỳ, thì mình không cho phép nha mấy bạn. Chỉ khi nào hoang thai, có nghĩa là thai gọi là hoang thai, chưa lập gia đình, chưa gì hết có thai, thì lúc đó trong hồ sơ mình ghi rất là kỹ luôn ha, là hoang thai. Cái thứ hai là chấm dứt khi mà những cái thai đó kèm những cái bệnh lý nặng của mẹ hoặc là những cái dị tật của thai, thì mình được có quyền chấm dứt thai kỳ theo cái chính sách pháp luật của nhà nước. À, bệnh kèm bệnh tim nặng không giữ thai được nữa, bác sĩ chuyên khoa bên tim mạch đã ghi nhận vô là nếu mang thai nữa thì nguy cơ sẽ
tử vong cho người mẹ thì lúc đó mình cho nhập viện chấm dứt thai kỳ, hoặc là hội chứng thận hư, bệnh tự miễn, hoặc là khi mà phát hiện ra những cái thai này có dị tật thì mình được quyền phát chấm dứt thai kỳ tại những cái thời điểm đó nha mấy bạn. Nghĩa là mình phải tuân thủ cái chính sách pháp luật của nhà nước. Nếu mấy bạn không có coi kỹ cái này thì mấy bạn sẽ bị khách hàng người ta dẫn dắt vô những cái mà nó sai lệch đó. À, về cái giới tính thì khá là rất là nhiều ha. Giai đoạn trước, giai đoạn này có thấy nó bớt hơn nhiều rồi. Rồi mình cũng phải nắm được 6 bước thực hành tư vấn ha, 6 chữ G đó mấy bạn về đọc thêm ha. Mình phải có kiến thức chung về các phương pháp phá thai, mình đã nắm được quy trình nè. Tai biến xảy ra, tai biến gần, tai biến xa ha, cách chăm sóc như thế nào ha. Và mình phải nắm được các biện pháp tránh thai, cho nên hai cái bài này thường nó phải đi kèm với nhau. Mình sẽ biết được những cái quy định về cái chuyển tuyến nếu mà cái khả năng tuyến dưới mình không có cho phép. Ví dụ như những cái tuyến dưới không được đình chỉ thai nghén, thai nội khoa trên 7 tuần thì mình phải chuyển lên tuyến trên. Mình không có được cho uống thuốc vượt tuyến, hoặc là mình không có được can thiệp ngoại khoa ví dụ như hút thai ha, hút chân không các thứ, đối với những trường hợp có dị dạng tử cung hoặc là có những cái bệnh lý của người mẹ thì mình không được quyền giữ lại ở tuyến dưới mà mình phải chuyển lên tuyến trên. Tại bên trên nó có những cái phòng hồi sức, có bác sĩ gây mê hồi sức hỗ trợ. À, cho nên đây là những cái kiến thức mà cán bộ tư vấn mình cần phải nắm được. Về kỹ năng thì mình có tất cả là 4 kỹ năng: kỹ năng tiếp đón, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề. Cái slide này nó dạy chứ lúc mà đi thi đọc hồi không biết cái kỹ năng nào của mình luôn á, cho nên học giùm cô mấy cái kỹ năng nha. Địa điểm tư vấn thì tất nhiên là người ta muốn một cái phòng riêng, kín đáo ha, thoải mái, yên tĩnh và không bị gián đoạn bởi những cái cuộc nói chuyện khác. Tuy nhiên hả, để được một cái phòng chất lượng như vậy nó khó là khó. Ở bệnh viện Từ Dũ em thấy bệnh rất là đông, khách hàng rất là đông, hầu như người ta ngăn ra để người ta tư vấn thì thường nó cũng không có được riêng tư kín đáo nữa. Người ta chỉ có cái phòng ngoài cùng là cái phòng mà tư vấn riêng, nó thường dành cho những cái trường hợp đặc biệt á, thì mới ra ngoài đó tư vấn. Tóm lại là người ta vẫn có muốn cái điều kiện lý tưởng, còn được hay không thì mình cố đạt được cái điều đó thôi ha. Thì nãy giờ mình đi về cái những cái yêu cầu của cán bộ y tế về kiến thức nè, về kỹ năng nè, rồi địa điểm tư vấn như thế nào. Mình sẽ đi đến bước tiếp theo là cái quy trình tư vấn, phần thứ ba là quy trình tư vấn. Mình có hai cái vấn đề, mình sẽ tư vấn về thăm khám và tư vấn về quyết định phá thai. Về tư vấn thăm khám thì mình phải giải thích về quá trình và cái mục đích của mình thăm khám. Để quá trình thăm khám và mục đích thăm khám, mục đích là mình đã loại trừ những cái bệnh lý về tổng quát và mình khám để coi có thai không, thai nằm ở trong tử cung hay ngoài tử cung và tuổi thai bao nhiêu tuần ha, và thai này có đủ chỉ định để mình chấm dứt thai kỳ chưa, thì mình phải giải thích cho người ta biết cái quá trình mình thăm khám để làm như vậy. Những cái xét nghiệm nào cần thiết thì mình có thể làm thêm, ví dụ như là những cái mình rất là sợ những cái mà rối loạn về máu thì nhiều khi mình phải làm xét nghiệm đông máu trước khi mình làm những cái thủ thuật ha. Mình sẽ làm cái siêu âm nếu cần thiết để chẩn đoán cái tuổi thai thêm. Thì đó là những cái xét nghiệm có thể cần làm. Do về những cái thủ tục hành chính thì có phải có cái giấy quyết định chấm dứt thai kỳ ha, của ký đồng thuận của hai vợ chồng hoặc là của người giám hộ đối với những trẻ vị thành niên. Đó là những cái thủ tục mà bắt buộc mình phải có. Mình phải hỏi kỹ về cái tiền sử sản phụ khoa ha. Và khi đưa ra cái quyết định của mình á, thì mình sẽ đưa cho hai hướng, nếu khách hàng sẽ tự lựa chọn. Nếu họ tiếp tục muốn mang thai và sinh con thì mình sẽ chuyển qua các khoa khám thai để làm cái thủ tục, cái hồ sơ quản lý thai nghén. Còn nếu họ không muốn tiếp tục mang thai thì họ quyết định phá thai thì lúc đó mình sẽ đưa vào cái quy trình như nãy giờ mình nói ha. Nếu quyết định phá thai thì mình phải biết được các biện pháp phá thai sẵn có tại địa phương, tại cơ sở của mình. Tại không phải các biện pháp nào mình cũng có tại cơ sở. Nhiều khi có cái này nhưng không có cái kia thì mình phải biết được, và mình phải biết được cái giới hạn ở cơ sở mình được làm đến đâu. Mình giúp khách hàng lựa chọn biện pháp thích hợp và thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết. Rồi cái vấn đề tư vấn thì mình sẽ tư vấn những vấn đề này nha mấy bạn. Tư vấn về cái thời gian cần thiết làm cái thủ thuật, cái phương pháp giảm đau của mình là như thế nào. Ví dụ như phá thai bằng hút chân không chẳng hạn thì mình có thể cho uống thuốc giảm đau trước ha, trước khi tiến hành phá thai để cho người ta đỡ bị sốc về tâm lý. Mình sẽ tư vấn về các bước của thủ thuật để người ta cố gắng để người ta hợp tác với mình để làm thủ thuật nó sẽ tốt hơn. Vì người ta không hợp tác á, thì khi như vậy thì người ta cứ co người, người ta sẽ chống kháng cự lại thì cái kỹ thuật của mình nó sẽ rất là khó khăn, đồng thời nó sẽ làm cho gì
dễ dẫn đến tình trạng sốc ha, sốc vì tâm lý nè, sốc vì đau, sốc vì nhiều thứ khác. Thì trong cái quá trình mà mình làm thủ thuật á, mình luôn luôn phải trò chuyện với khách hàng. Nhiều khi mình không trò chuyện, người ta đau quá, người ta im ru, cái mình cũng im ru mình làm, cuối cùng ra người ta sốc lúc nào không hay. Tại vì trường hợp đó đã có xảy ra rồi nha mấy bạn. Những cái cô nói là có xảy ra rồi chứ không phải là nói chơi cho mấy bạn hiểu đâu nha. Rồi mình trước khi thực hiện thủ thuật thì mình phải giới thiệu là mình tên gì, mình sẽ thực hiện thủ thuật cho khách hàng đó. Mình thông tin về tác dụng phụ và tai biến có thể gặp. Rồi sau khi thủ thuật xong thì mình sẽ báo cho người ta biết khả năng có thai lại sớm. Có nghĩa là khi mà mình đình chỉ thai, có nghĩa là mình lấy hết cái phần thai ra rồi thì coi như là giống như là bắt đầu là một cái chu trình mới của chu kỳ kinh nguyệt. Cho nên cái quá trình bắt đầu phát triển năng trứng và rụng trứng y chang như bình thường trở lại. Cho nên nếu không ngừa thai thì người ta có thể có thai rất là sớm, trong vòng 2 đến 3 tuần sau khi thực hiện thủ thuật là cái chu trình kinh nguyệt nó trở lại bình thường. Thì lúc đó trứng nó rụng bình thường thì người ta vẫn có thai lại, nếu những cái công tác của mình nó đảm bảo vô khuẩn và đúng kỹ thuật như mấy bạn. Do đó người ta mình phải khuyên là những cái khách hàng đó là phải áp dụng một biện pháp tránh thai ngay sau thủ thuật là rất là cần thiết, và giới thiệu cho khách hàng có những cái biện pháp tránh thai nào có tại nơi của mình, và thậm chí mình có thể giới thiệu cái địa điểm để nhận cái biện pháp tránh thai đó. Ví dụ phát bao cao su thì mình phải hướng dẫn là đến nơi nào có thể phát miễn phí để nhận ha. Còn nếu mình không nói, nhiều khi người ta không có tiền thì khỏi luôn, khỏi luôn lại tiếp tục rơi vào cái vòng gì có thai tiếp à mấy bạn. Cho nên đây là cái mà tư vấn sau thủ thuật. Thì đây cô vừa mới nhắc cho mấy bạn ha, những cái tư vấn nè trong quá trình thủ thuật nè, thứ hai là tư vấn sau thủ thuật nè, và cái thứ ba là tư vấn và chăm sóc và theo dõi ha. Sau cái thủ thuật đó mình theo dõi như thế nào, mình phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thì thường á mình hay cho cái thuốc kháng sinh để mình ngừa nhiễm trùng á, bởi vì mình dùng thủ thuật mà can thiệp vô vùng tử cung á, thì mình phải dùng cái thuốc kháng sinh để mình ngừa nhiễm trùng bằng đường uống ha. Cho nên người ta mình sẽ cho cái toa về để khách hàng người ta dùng. Có thể mình kèm thêm một số cái thuốc bổ như thuốc bổ máu ha, để sợ bị mất máu thì mình dùng thêm thuốc bổ máu cho người ta thôi, chứ ngoài ra cũng không có cái toa gì quá đặc biệt. Tuy nhiên là phải cho dùng, không có người ta sẽ quên, người ta không dùng á. Rồi mình phải nhắc nhở là phải kiêng giao hợp cho đến khi hết ra máu ha. Thông thường sau một tuần là nó hết ra luôn, thì bây giờ mình sẽ tái khám lại, hẹn người ta tái khám lại. Sau một tuần thì hết ra máu thì mình cũng sẽ tái khám lại sau một tuần luôn. Ngày xưa thì cho cái phác đồ là 2 tuần, nhưng bây giờ mình có thể tái khám sớm là 1 tuần sau là được rồi. Nhớ là phải kiêng giao hợp, không có tình trạng nó viêm nhiễm, nó ngược dòng ha. Rồi những cái chế độ dinh dưỡng và vệ sinh thì mình phải tư vấn kỹ, phải nghỉ ngơi nè, vệ sinh kỹ cái vùng tầng sinh môn kỹ ha, vệ sinh để cho cái dịch nó chảy ra thì nó không bị nhiễm khuẩn ha. Rồi mình sẽ tư vấn những cái dấu hiệu bất thường khám ngay, ví dụ như người ta bị đau bụng nè, hoặc là bị sốt nè. Đau bụng mình chỉ sợ là mình làm thủ thuật nó có tổn thương hay không ha, hoặc là mình có bị nhiễm khuẩn ngược dòng không, gây viêm, tình trạng viêm viêm phụ khoa, viêm nội mạc tử cung, rồi viêm ngược dòng bên tai vòi phần phụ. Thì đó là những dấu hiệu sợ gây tình trạng sốt nè, đau bụng nè, hoặc tình trạng ra máu rất là nhiều ha, ướt sẫm liên tục băng vệ sinh trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ liên tục, băng giày thì bắt buộc phải đi khám ngay. Rồi mình tư vấn lại cái biện pháp tránh thai và hẹn mình tái khám. Thì nãy cô nói rồi, mình sẽ hẹn tái khám 1 tuần sau khi mà hết ra máu, là mình sẽ khám 1 tuần lại nha. Cho nên cái quá trình tư vấn của mình nó sẽ tiến hành trong tất cả những cái 3 giai đoạn, trước thủ thuật, trong thủ thuật và sau thủ thuật. Tuy nhiên cái hiệu quả người ta nghe mình nói nhiều nhất là trước thủ thuật và sau thủ thuật. Tại vì trước khi làm, người ta sẽ nghe kỹ về cái quá trình tư vấn, là cái quy trình thuốc giảm đau, rồi các bước tiến hành, chọn lựa phương pháp. Còn sau thủ thuật thì người ta sẽ tập trung vào cái theo dõi tai biến ha, và cái chăm sóc sau cái thủ thuật, rồi biện pháp tránh thai. Còn trong thủ thuật hầu như là người ta sẽ không có tập trung nhiều. Tuy nhiên đó, người ta mình vẫn phải tiến hành các bước tư vấn trong 3 cái quá trình mình thực hiện thủ thuật luôn. Rồi đó, còn trong thủ thuật đa số mình trao đổi, động viên với người ta thôi, nhắc lại một số nội dung liên quan đến quy trình thôi. Tại vì nói nhiều người ta cũng không có nhớ được, lúc đó người ta sợ đau lắm, người ta quên mất tiêu hết trơn rồi ha. Nhưng mà mình vẫn theo nguyên tắc, mình vẫn phải tư vấn. Rồi sau thủ thuật là nãy giờ cô nói rồi, mình sẽ hẹn lại những cái, nhấn mạnh lại những cái quá trình chăm sóc nè, những cái tai biến mà có thể phải khám ngay nè. Rồi mình đã kết thúc cái phần đầu tiên là phần tư vấn về phá thai. Mấy bạn có câu hỏi gì không? Nhớ nha, tư vấn là mình chỉ có tư vấn thôi, họ tự quyết định việc phá thai cùng với cán bộ y tế lựa chọn, chứ không phải là cán bộ y tế quyết định nha mấy bạn.
Rồi trong cái tư vấn thì mình sẽ tư vấn về các vấn đề như sau: phương pháp phá thai, quy trình phá thai, các tai biến nguy cơ gặp, có thể gặp lại, có thể gặp trong cái quá trình đó và sau đó, sau khi phá thai, cách tự chăm sóc sau thủ thuật và các biện pháp tránh thai phù hợp áp dụng. Cái quá trình tư vấn của mình sẽ diễn ra ở thời điểm trước thủ thuật, trong thủ thuật và sau thủ thuật. Mình nên nhớ phải cho toa thuốc khi người ta về và phải hẹn tái khám lại một tuần sau nha mấy bạn. Rồi cả lớp đến đây mấy bạn có hỏi câu gì không? Dạ alo. Dạ thưa cô, em có câu hỏi rồi. Rồi, hỏi đi em. Dạ thưa cô là cái mốc mà kiêng giao hợp trong vòng một tuần cho tới khi hết ra máu thì cái mốc này nó có phụ thuộc vào cái biện pháp mà mình lựa chọn để phá thai không cô? Nó sẽ không phụ thuộc, và đa số các biện pháp mà mình đình chỉ thai thì nó giảm ra máu dần trong vòng một tuần thì người ta thấy là nó hết hoàn toàn. Và trong vòng một tuần mình nên khuyên kiêng giao hợp vào thời điểm này bắt đầu cái trứng nó bắt đầu nó phát triển lại. Nếu đối với những người chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu nó lặp lại trở lại thì thời điểm này bắt đầu cái trứng nang trứng bắt đầu nó phát triển lớn dần thì mình kiêng giao hợp một tuần mình khám lại để mình coi nếu nó phát triển đúng bình thường, lòng tử cung nội mạc phát triển bình thường, trứng phát triển bình thường, lúc đó mình lưu ý là người ta có khi nào người ta có khả năng rụng trứng trở lại và khi nào dễ có thai trở lại để mình tư vấn luôn, các bạn hiểu không? Cho nên bây giờ mình sẽ khám sớm, mình không có khám trễ là 2 tuần sau nhiều khi á hút qua luôn là người ta dính bầu nữa ha. Rồi Phương Nam. Dạ cô ở cái trang slide thứ hai á, em thắc mắc là tại sao mình dùng từ khách hàng mà mình không dùng từ là sản phụ vậy cô? Đúng rồi, câu này đúng á, đáng nhiên cô phải nói từ đầu á. Đối với những cái đối tượng khác nhau mình sẽ gọi trong cái vấn đề kế hoạch hóa gia đình đó, thì mình gọi là khách hàng, mình cũng không gọi là bệnh nhân, cũng không gọi là sản phụ, bởi vì người ta muốn đình chỉ thai chứ người ta không có muốn dưỡng thai, cho nên mình không có dùng chữ sản phụ ở đây. Mình cũng không nói người ta bệnh nhân bởi vì người ta có bị bệnh gì trơn á ha, cho nên người ta chỉ là khách hàng đối với mình thôi. Và khách hàng là người ta muốn cái nhu cầu nguyện vọng người ta như vậy, và mình là cán bộ y tế mình sẽ giải thích về cái vấn đề chuyên môn để cùng với người ta quyết định cái vấn đề đó. Cho nên trong cái lĩnh vực chăm sóc và cái đó gia đình thì mình dùng là từ khách hàng nha Nam. Nam hỏi câu này đúng rồi đó. Dạ em cảm ơn cô ạ. Dạ Loan. Dạ cô ơi, cho em hỏi là cái biện pháp ngừa thai sau khi mà mình phá thai á cô, là ví dụ như là mình dùng biện pháp sử dụng thuốc ngừa thai á, thì mình dùng ngay sau khi mình phá thai hay là mình đợi khi mà bắt đầu có kinh lại là khoảng 2-3 tuần sau là mình mới dùng cô? Câu này cũng khá là hay. Nói sao ta? Cái câu này là một trong một cái thời gian có những cái hội nghị người ta xoay quanh cái vấn đề thuốc ngừa thai á, người ta cũng đưa ra những cái tình huống như thế. Và người ta nhận thấy là nếu cho sản phụ á, cho khách hàng là sau khi đình chỉ thai mà mình đảm bảo á, là buồn tử cung sạch, có nghĩa là không còn cái thai nào hết á, và nó đã không còn miếng nhau hay cái gì, nghĩa là sạch hoàn toàn, thai sảy thai hoàn toàn, tại có nhiều khi nó còn cái mô nhau này kia là vẫn không được nha. Khi mà mình kiểm tra nó như thế ổn rồi đó thì mình có thể cho người ta dùng thuốc ngừa thai ngay và luôn. Thì nó có nhiều cái lợi điểm thứ nhất là giống như là bắt đầu một chu kỳ kinh nguyệt, là bắt đầu mình uống vào ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt vậy đó, thì mình sẽ uống ngay từ thời điểm đó thì cái giúp cho chu kỳ kinh của mình nó ngừa thai và nó kéo dài. Và có nghĩa là mình áp dụng đúng như vậy á, thì mấy bạn biết là mình uống thuốc mình có thể uống từ ngày thứ nhất đến ngày thứ năm đúng không? Tuy nhiên người ta sẽ nghiên cứu nếu uống từ ngày thứ nhất thì có những lợi điểm gì và ngày thứ năm sẽ lợi điểm gì. Thì người ta nhận thấy á, nếu mình uống càng sớm á, thì cái chu trình của mình nó vào, có nghĩa là nó vào quỹ đạo, có nghĩa là thuốc bắt đầu nó đủ tác dụng và nó làm ức chế cái nang noãn. Càng sớm á, thì cái tỷ lệ thành công càng cao. Cái thứ hai nữa, cái lợi ích thứ hai của nó nữa là cái thuốc ngừa thai nó sẽ giúp cho mình hỗ trợ cái phát triển cái niêm mạc tử cung, cái nội mạc tử cung á, thì nó sẽ giúp cho vấn đề cầm máu nó sẽ tốt hơn luôn. Cho nên người ta khuyên là phải uống đúng ha và sớm. Là câu hỏi của em rất là hay luôn á. Tất nhiên là còn nhiều biện pháp khác tùy đối tượng mình sẽ tư vấn, nhưng mà biện pháp cái uống thuốc thì rất là ok bởi vì rất là dễ mua ha, nhưng mà mình phải có trách nhiệm phải giải thích cho khách hàng.
À, cho nên có một dạo, có một thời kỳ là hầu như là nó automatic luôn, hầu như bác sĩ nào người ta đi dự cái hội nghị đó về người ta đều áp dụng như vậy hết, bởi vì cái nó quá hay và nó quá an toàn và nó quá giúp ích rất là nhiều, không bị ra máu lắc nhắc sau đó nữa. À, Nam ha. Rồi Nhân, em có câu hỏi gì không? Dạ cô, em lúc nãy cô có nhắc về việc toa thuốc sau thủ thuật lúc mà đi về thì trong đó thì có kháng sinh, thì em muốn hỏi là trong trường hợp nào thì mình sẽ dùng kháng sinh, hay là tất cả trường hợp mình đều sử dụng kháng sinh như là một cách để phòng ngừa viêm nhiễm đó cô, hoặc là mình đánh giá cái nguy cơ nhiễm trùng ở bệnh nhân này, và nếu mà có thì mình sẽ đánh giá như thế nào đó cô? Cảm ơn cô. Sao mấy bạn hỏi toàn những cái câu mà đáng nhẽ hỏi thi không vậy? Nói chung là bạn Nhân hỏi câu này khá là hay, và cái lúc mà trình một cái chuyên đề bên chuyên khoa 1 thì cũng có một bạn hỏi, mà cô thấy nói chung là cũng khá là, câu hỏi này không phải đơn giản đâu nha. Ý là khi mà em đưa ra là em cũng đã có suy nghĩ. Em có thấy một dạo sợ nhất là cái kháng thuốc của kháng sinh đúng không? Mình dùng mà nó không có hợp lý thì nó sẽ gây cái tình trạng quá nhiều thuốc, và bây giờ tất cả các bệnh viện người ta đang khống chế lại cái vấn đề dùng kháng sinh. Tuy nhiên á, đối với mình á, là trong cái thủ thuật là mình vẫn phải dự phòng. Kháng sinh thì kháng sinh dự phòng chứ không phải là kháng sinh điều trị cho nhân. Cho nên mình có thể dùng cái liều kháng sinh trong vòng từ 3 đến 5 ngày và chỉ dùng thuốc uống thôi. Ha. Thì mình không có nghĩa là mình bây giờ theo phác đồ là mình vẫn dùng kháng sinh. Ha, vì mình thấy có yếu tố nguy cơ. Không có phải môi trường nó hoàn toàn quá sạch. Ha, dụng cụ thì tất nhiên nó là vô khuẩn. Nhưng cái môi trường của mình không quá sạch. Và cái thao tác các thứ mình vẫn đánh giá là có nguy cơ nhiễm khuẩn, mà nhất là nhiễm khuẩn ở buồng tử cung, nhiễm khuẩn ngược dòng nó khá là nặng, cho nên bây giờ trong sách vở người ta vẫn cho dùng. Còn cái tương lai á, là mình cũng muốn là những trường hợp nào có nguy cơ mình mới dùng, thì cái lúc đó có chuyện của tương lai, và bây giờ mình phải cố gắng gọi là làm nhiều cái nghiên cứu hoặc nhiều cái ca theo dõi để mình quyết định. Ai cũng kể cái chuyện này với mấy bạn ha, giống như ở Từ Vũ có một dạo á, là ngày xưa là automatic là cứ mổ lấy thai là kháng sinh chích điều trị luôn. À, nhưng có một dạo bắt đầu bộ y tế khuyến cáo là không dùng kháng sinh nhiều đó, thì nó sẽ giảm xuống là dùng kháng sinh dự phòng. Có nghĩa là chỉ điều trị trước, chỉ có chích trước khi mà mổ thôi. Và những cái ca ví dụ như mổ nội soi á, hoặc là những cái mổ mà đánh giá mổ nó không phức tạp á, thì mình sẽ dùng kháng sinh một điều duy nhất, mình không dùng kháng sinh điều trị. À, thì thấy gì bắt đầu cái tình trạng nhiễm trùng ồ ạt kéo lên, bung vết mổ, nhiễm khuẩn rồi đủ thứ chuyện hết á, xong bắt đầu bệnh viện mới đưa lại cái quy trình là mình sẽ đánh giá lại đối với những cái ca nào mà phẫu thuật viên thấy khó khăn. Ví dụ như khi cô mổ là những cái ca mà nó bị bất xứng đầu chậu, có nghĩa nó chui xuống tiết xuống dưới á, mình lôi cái từ âm đạo lên á, thì nguy cơ là có. Hoặc là những cái ca mà có bệnh lý nội khoa đi kèm, hoặc là những cái ca mà mình mổ mà nó bị dính nhiều, nó chảy máu nhiều, thì đó là những cái ca mà nguy cơ cao nhiễm khuẩn, thì mình có quyền dùng kháng sinh điều trị. Thì mình sẽ ghi vào thẳng vào biên bản từng trình phẫu thuật á, là mình dùng lý do điều trị là vì lý do gì. Thì ở đây cũng vậy, ở đây thì đối với cái phá thai ngoại khoa thì mình vẫn cho kháng sinh, mà đây mình chỉ nói là kháng sinh dự phòng mấy bạn, thì mình có thể được uống từ 3 đến 5 ngày. Rồi thôi chắc không cho mấy bạn hỏi, giờ cô mệt rồi đó. Bắt đầu mình sẽ bắt đầu đi vào cái phần chính của mình là cái bài tiếp theo. Mình có thể nghỉ khoảng 9 giờ 10 đi. 9 giờ 15 mình quay lại mình học cái phần phá thai ngoại khoa và nội khoa luôn nha mấy bạn. Được không cả lớp? Cô thấy mấy bạn tương tác khá là tốt, với những câu hỏi đó khá là hay á. Dạ được ạ. Cái chuyên đề đó. Dạ được. Ôi nghỉ chút uống nước đi nha.
Cả lớp ơi, mình quay lại nha. Dạ. Ok. Cô thấy dậy liên tục buổi sáng thì hơi bị đuối. Rồi thôi, cố gắng ha. Cái phần đầu tiên mình đi về phần phá thai ngoại khoa. Có cái câu hỏi thi người ta so sánh phá thai nội khoa và ngoại khoa, những cái điểm mà ưu điểm và khuyết điểm á, thì sau này rảnh á mình đọc cái đó ha. Bây giờ mình đi cái phần đầu tiên phá thai ngoại khoa. Cái phương pháp đầu tiên mình tiếp cận á là phá thai bằng phương pháp hút chân không ha. Mình nhớ dùm cho cô cái chỉ định của phương pháp này là phương pháp chấm dứt thai nghén bằng cách sử dụng bơm hút chân không để hút thai từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 12. Nhớ nha, từ 6 đến 12 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng. Đây cho mấy bạn coi cái hình này là cái hình ống hút chân không ha. Cô chụp cái hình này nó rõ hơn nè. Cái đây là cái bộ của mình ha, bộ hút thai ha, bộ hút thai. Trong đó mấy bạn thấy cái này là cái bộ hút chân không. Thì đây là cái cạc man, gọi là cái cạc man 2 van. Tại 2 van thì mới có đủ lực. Hồi nãy cô cho mấy bạn coi cái này là cái cạc man 1 van dùng trong não sinh thiết buồng tử cung á, thì cái lực nó sẽ yếu hơn. Còn đối với cái cạc man 2 van là mình sẽ khóa hai cái van này lại nè. Sau bắt đầu mình kéo cái piston ra thì mình tạo một cái áp lực âm ở trong cái ống hút này, ống cạc man này. Thì cái bộ của mình gồm có gì? Gòn nè, ha, dung dịch đựng betadine, mình sẽ để vào đây hoặc để vào cái chum nhỏ để mình đọc betadine. Mình có một cái bọ vịt để bộc lộ cổ tử cung. Đối với những trường hợp khó khăn á, thì mình có thể bộc lộ bằng cái van âm đạo nữa ha mấy bạn. Mình sẽ có cái kẹp hình tim này dùng để gấp cái gòn sát trùng âm đạo, âm hộ tầng sinh môn và âm đạo. Mình có một cái bogey để mình kéo cái cổ tử cung thẳng trục để mình tiến hành thủ thuật ha. Mình sẽ có cái ống hút này nè, mình gắn với đầu ngay đầu cái cặp man này để mình hút cái phần của mình ha, hút thai. Thì đây gọi là cái bơm hút chân không. Thì tùy theo cái tuổi thai người ta sẽ cho cái ống hút này nó sẽ khác nhau. Cái bộ này cho mấy bạn thấy là cái que nong ha. Mình coi hình trước để chút xíu cô sẽ đi vào bài cho nó nhanh ha. Cái que nong này thì có hai bộ nó khác nhau. Cái bộ bên trên này nè, thì mấy bạn thấy là người ta sẽ cầm ở cái phần phía dưới, cầm cái tay cầm nó ở phía dưới, nó hình vắt vắt. Còn cái đầu nong luôn luôn là cái đầu cái hình bầu như mấy bạn. Hình bầu nó không có sắc đâu nha, nó bầu nha. Nhưng mà cái lực nó rất là mạnh. Thì mình nhớ khi nong cổ tử cung là mình nong từ số nhỏ đến số lớn. Nong trong những trường hợp cái cổ tử cung nó chưa có được chuẩn bị tốt á, mà đối với những cái thai nó bự thì mình bắt buộc mình phải nong ra để mình gặp cái thai ra. Thì mình sẽ nong từ số 1 đến từ số nhỏ số lớn. Ví dụ từ 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Chứ mình không có nhảy số nha mấy bạn. Nhảy số nó sẽ rách cái cổ tử cung ngay lập tức. Còn cái bộ dưới này á, thì nó có hai đầu nong luôn. Ha, mình nong đầu này, đầu năm thì đây là 5,5. Có nghĩa là mình cứ xoay đầu trên dưới. Cho nên mình sẽ cầm ở vị trí ở giữa cái que nong ha. Thì mình dùng cái lực nó rất là nhẹ thôi chứ không có dùng áp lực lắm đâu. Còn đây là cái bộ ống hút cho mấy bạn nhìn ha. Cái bộ ống hút thì cái đầu này nó vắt nè, chụp cái hình lớn này lên thì thấy nó có hai cái lỗ này để hút cái phần nhau phần thai ha. Thì trong đó nó sẽ đánh số từ số nhỏ đến số lớn, từ số màu vàng đến số lớn dần, là tùy theo cái tuổi thai của mình nha. Ở đây cái hình này cho thấy là cái bơm này là bơm hút cặp cặp man hai van, và cái bộ này là bộ bơm hút chân không nè mấy bạn. Bơm hút chân không cái lực nó khá là lớn ha, nó dùng bằng máy cho nên khi mà mình đi qua cái rõ gia đình á, mình thấy cái dùng cái máy này rất là nhiều. Bởi vì gì? Những cái mô thai mà người ta không có giữ lại để người ta làm xét nghiệm á, người ta hút vô cái bình thì rất là nhanh nhiều người vì lúc đó người ta thay cái ống hút. Còn nếu mà những người hút riêng biệt mà lấy mô hay cái gì, cần từng người một thì người ta dùng cái cách man này thì nó dễ hơn ha, nó dễ làm hơn. Đó là sơ qua về cái dụng cụ. Là bắt đầu mình sẽ đi vô cái bài giảng cho nó dễ tưởng tượng ha. Giờ mình đi vào phá thai bằng phương pháp hút chân không. Mình nhớ ha, từ 6 đến 12 tuần vô kinh ha, thì mình có thể dùng cái phương pháp này. Thì cái bài này của cô luôn luôn nó đi theo những phần, ví dụ như cái tuyến áp dụng là gì, người thực hiện thủ thuật ha, chỉ định, chống chỉ định và cái gì, cái tiến trình thực hiện như thế nào đó. Thì đây mình sẽ đi theo cái trình tự nè. Tuyến áp dụng thì tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện thì mình được phá thai từ 6 đến 12 tuần. Tuyến xã chỉ phá thai đến 6 tuần thôi. Trên 6 tuần thì mình không được áp dụng. Còn được người nào được phép thực hiện là những người đã được đào tạo như mấy bạn về hút chân không thì mới được thực hiện. Chỉ định thì từ 6 đến 12 tuần vô kinh.
quan trọng là cái chống chỉ định là đối với những cái phương pháp phá thai ngoại khoa là mình đưa dụng cụ vào trong cái âm đạo và vào tử cung. Cho nên nếu có tình trạng viêm cấp tính đường sinh dục thì bắt buộc mình không được áp dụng, mình phải điều trị cho nó hết cái tình trạng viêm tại chỗ thì mình mới được áp dụng. Nếu trường hợp nào khó khăn điều trị mà thất bại hoặc là tình trạng viêm cấp nặng á, thì có thể mình chuyển lên tuyến trên để điều trị. Vì có những trường hợp nó khó điều trị á, điều trị xong mà nó vẫn còn bị viêm kéo dài hoặc thất bại hoặc tái phát lại thì lúc đó mình chuyển lên tuyến trên để điều trị, nó sẽ được phối hợp nhiều thuốc hơn, và cái đó là cái chuyển tuyến lên tuyến trên để điều trị tốt hơn ha. Tư vấn thì mình nói rồi, tư vấn thì mình thực hiện trang trước, trong và sau phẫu thuật. Về phần cơ sở vật chất đó, thì mình phải có phòng phẫu thuật đảm bảo cái tiêu chuẩn quy định ha. Quy định của cái phòng phẫu thuật là gì thì phải có đảm bảo thì mình mới thực hiện. Có phương tiện dụng cụ sẵn ha, có một cái bộ dụng cụ hút chân không, rồi các phương tiện xử trí và dụng cụ xử trí chất thải, có thuốc gây tê, hộp chống sốc và thuốc tăng cao tử cung. Có nghĩa là thường đa số sau khi hút xong thì mình sẽ cho cái thuốc để mình cho cái tử cung nó co bóp lại để nó co chặt hơn, nó đẩy những cái phần máu hoặc phần nào còn sót lại nó sẽ đẩy ra ha. Cho nên mình phải có thuốc tăng co bóp tử cung, có thuốc gây tê tại chỗ ha, để giảm đau cho cái khách hàng đó. Và quan trọng là có hộp chống sốc, tại vì nếu có sốc là mình phải xử lý liền, chứ mình không có cái này thì mình sẽ không được thực hiện thủ thuật. Thì cái này nó là chung trong cái phương pháp phá thai ngoại khoa, cho nên mình đọc một lần là mình nhớ luôn. Về phần chuẩn bị khách hàng, hồi nãy mình qua cái phần tuyến áp dụng nè, thì cô nói lại nha. Tuyến áp dụng, hai là người được phép thực hiện thủ thuật, thứ ba là chỉ định, và thứ tư chống chỉ định, thứ năm là quy trình thủ thuật, quy trình kỹ thuật như thế nào. Trong cái quy trình kỹ thuật mình chia ra được là mình sẽ có một cái thực hiện tư vấn, thì hồi nãy mình học cái bài tư vấn rồi. Cơ sở vật chất phải đảm bảo những gì ha. Về phía chuẩn bị khách hàng, thì cái chuẩn bị khách hàng này là chung cho tất cả các trường hợp, cho nên cái phần đầu tiên mình sẽ nói kỹ. Luôn luôn chuẩn bị thì như bạn nãy một cái bạn có phát biểu là đầu tiên lúc đó mình phải hỏi. Cái hỏi là cái quan trọng, hỏi để mình loại trừ những cái bệnh lý kết hợp. Nếu có những bệnh lý này thì bắt buộc phải cho điều trị chuyên khoa, ổn định rồi mình mới bắt được áp dụng nha mấy bạn. Chứ không có làm bừa nha. Nhiều người không có hỏi, không biết người ta bệnh gì, leo lên làm thủ thuật xong mà nó bị những cái sốc hoặc những cái biến chứng của bệnh, nó là coi như là mình là bị lãnh hết cái hậu quả đó. Cho nên mình phải hỏi kỹ. Nếu có những bệnh lý nặng là phải cho đi điều trị trước ha. Và những trường hợp đó sau khi điều trị ổn định thì mình chuyển lên tuyến trên luôn, mình không có giữ ở tuyến dưới, không được cái gì hết. Mình lỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng người ta rất là tội nghiệp. Tại tuyến trên thì người ta sẽ có những cái phòng mổ, phòng thủ thuật cạnh bên những cái phòng mổ, có những bác sĩ gây mê hồi sức hỗ trợ, hoặc thậm chí người ta mời những cái tuyến trên qua hỗ trợ thì rất là tốt. Cho nên mình không có giữ tuyến dưới để làm gì những cái ca đó hết. Những trường hợp dị dạng đường sinh dục như vậy là mình cũng không có làm. Ví dụ có nhân sơ nè, có biến dạng tử cung hay cái tử cung có vạch ngăn gì đó, là những cái dị dạng sinh dục là mình cũng chuyển lên tuyến trên, mình không được áp dụng tại nơi của mình. Cho nên nếu mà mấy bạn thấy không, những cái cơ sở mà y tế mà không có đảm bảo như những cái cơ sở mà nãy cũng có kể hồi đầu giờ, không biết họ có biết những cái điều này không, mà lỡ xui những cái ca mà bất thường á, dị dạng vậy nè, họ mà làm không đúng kỹ thuật nữa là nó thủng tử cung ha, rồi nó tổn thương, rồi nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản cho cái khách hàng rất là nhiều luôn. Nhưng mà nhiều khi người ta bỏ qua một cái này thì mình học mình phải nhớ là luôn phải hỏi. Sau khi hỏi là mình khám toàn thân để kiểm chứng một lần nữa những cái bệnh lý toàn thân nó đi kèm. Lúc đó mình khám, mình nghe tim, mình thấy những tiếng tim đập lạ, hoặc người ta hồi hộp, mệt mỏi, thì lúc đó mình phải kiểm tra lại, chứ mình đừng có bỏ qua như mấy bạn. Đồng thời mình sẽ khám phụ khoa để xác định là có thai không, rồi mình loại trừ chống chỉ định. Ví dụ như có viêm nhiễm tại chỗ là mình không có làm nè. Có thai thì mình khám coi tử cung lớn cần thai khoảng bao nhiêu tuần. Mình phải tính lại cái thai đó có đúng, có phù hợp để mình chấm dứt thai kỳ bằng phương pháp này không, dựa vào ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng. Nếu mà chưa xác định rõ, mình có thể làm cái test thử thai, mà đa số là mình nên làm cái test để chắc chắn là có thai. Ngoài những triệu chứng của người ta trễ kinh các thứ, mình cũng phải có một cái bằng chứng là có thai. Giống như em trực ở bệnh viện Từ Dũ vậy đó, người ta nói có thai, mình siêu âm thấy vậy, nhưng mà thật ra mình vẫn phải làm một cái test là chắc chắn là có thai, quistic hai vạch, hoặc là có thể làm cái beta xét nghiệm máu ha. Còn những trường hợp mà mình tìm không ra thì thôi khỏi nói, là mình không được làm luôn nha mấy bạn. Và nhớ là từ 6 đến 12 tuần vô kinh khi áp dụng cái phương pháp này. Ở đây là ghi là siêu âm nếu cần, tại vì ở những tuyến dưới ngày xưa là chưa có máy siêu âm, tại vì máy siêu âm mua cũng khá là đắt tiền. Nhưng mà ngày nay thì hầu như đều được trang bị, thậm chí những cái máy siêu âm cao cấp hiện đại nhất luôn á,
cho nên hầu như là mình có thể hỗ trợ bằng cái siêu âm để kiểm tra luôn ha, vị trí thai, tuổi thai như thế nào. Rồi mình phải chuẩn bị bằng cách mình ký cam kết tự nguyện phá thai của khách cho khách hàng ha. Đây là phần hành chính trong tất cả các biện pháp sau này mình học nó cũng sẽ có những cái phần này, cho nên cô nói kỹ lần sau thì mình sẽ lướt qua thôi. Tiếp theo là về phía người thực hiện thủ thuật là cái người bác sĩ hoặc người hộ sinh hoặc những ai đã được đào tạo về phương pháp này á, mình sẽ phải vô khuẩn bằng cách mình phải thay trang phục y tế nè, đội mũ nè, mang khẩu trang, kính bảo hộ, thay dép vào trong phòng. Mấy bạn đi thực hành ở bệnh viện không thấy mấy bạn vô phòng thủ thuật là mấy bạn phải đội cái nón để tóc nó không có bù xù nè, mấy bạn phải mặc áo của nhân viên y tế nè, mấy bạn sẽ phải mang dép của trong cái phòng đó hoặc mang giày thì phải có một cái đồ chùm cái giày đó lại ha. Rồi mình sẽ rửa tay bằng xà phòng với vòi nước, có nghĩa là mình sẽ sát khuẩn tay trước ha, có thể sát khuẩn nhanh mình tốt nhất là rửa tay bằng xà phòng với vòi nước luôn ha. Rồi trong cái quá trình thực hiện thủ thuật thì mình thấy có những bước như thế này. Thứ nhất, mình cho uống thuốc giảm đau trước nửa giờ, cái ngày thế giảm cho tình trạng bị sốc vì do đau á, mình phải cho uống thuốc giảm đau trước. Rồi khi mà làm thủ thuật thì bắt buộc cái khâu này là cái khâu nếu mình không làm mình được đánh rớt liền. Mình phải khám lại, xác định lại tử cung, kích thước và tư thế. Mình khám với cái tử cung nó là hướng nào ha, ngã trước, trung gian hay là gập sau, để khi mà mình cầm cái kẹp bogi á, mình kẹp cái cổ tử cung để mình kéo cho cái tử cung nó thẳng trục á. Khi nó thẳng trục rồi thì mình mới có thể thực hiện thủ thuật được á. Thì nếu mình xác định được cái kích thước, cái tư thế tử cung á, thì mình sẽ làm cái điều đó nó dễ hơn và nó sẽ hỗ trợ cho cái phần của mình là thực hiện thủ thuật. Mình phải soi xác định cái kích thước đó nó có gì bất thường không. Ví dụ như em định lượng tuổi thai là khoảng 7 tuần vô kinh, nhưng khi em khám kích thước nó to bằng 10, 12 tuần là em coi chừng là có gì, có nhân sơ đi kèm. Mà cái tử cung này nó tại sao nó to như vậy, nó có kèm thêm cái gì khác nữa không? Mình coi ha, nhân sơ trong cơ tử cung hay là nhân sơ nằm ở vị trí nào khác, nó kèm, nó có chặn cái đường đi của mình hay không. Đó có nghĩa là khi mà mình khám mà thấy nó không có tương xứng thì mình coi lại. Cho nên cái vấn đề khám kích thước và tư thế tử cung nó khá là quan trọng ha. Sau khi khám xong, thường người ta dùng cái gân hai ngón, thì sau khi khám xong mình sẽ thay cái gân vô khuẩn của mình. Thì khi nào mấy bạn đi thực hành kiến tập mấy bạn sẽ nhìn thấy ha. Cho nên giờ mình cứ học thuộc đi theo cái trình tự từng bước này đi. Rồi khi đi vào trong phòng thủ thuật nó nhớ lại những cái mà mình đã học á, thì mình sẽ thấy bác sĩ người ta sẽ làm như vậy ha. Mình thay gân vô khuẩn xong mình chải cái xăng dưới mông, thì mình chải giống như mình cho sản phụ sanh hồi Y4 ấy. Thì mình đừng cố gắng khi đã mang gân rồi thì mình chải xăng làm sao cho đừng có chạm vào cái mông của cái khách hàng hoặc cái sản phụ đó nha mấy bạn. Mình sát khuẩn bên ngoài, sau đó mình đặt van hoặc cái mẫu vịt để bộc lộ cái cổ tử cung, sau đó mình sát khuẩn trong cổ tử cung và âm đạo. Rồi đây là cái quy trình mình nhớ ha, mình sẽ kẹp cái cổ tử cung để mục đích là mình kéo cái tử cung với cái cổ tử cung nó thẳng một cái trục thẳng đứng á. Mình gây tê tại cổ tử cung để mình giảm đau tiếp, cho giảm đau tại chỗ. Hồi nãy cho uống thuốc là giảm đau toàn thân. Rồi sau đó mình đo buồng tử cung bằng ống hút. Mình nong cổ tử cung nếu cần thiết, có nghĩa là nếu nó chật quá mà mình cảm thấy cái thủ thuật nó khó khăn thì mình sẽ nong nhẹ để cho cái cổ tử cung nó giãn ra. Thì chút xíu mình sẽ làm nó dễ hơn. Rồi mình sẽ hút thai bằng cái bột cạc man hồi nãy cô nói rồi ha. Mình sẽ hoặc là mình bằng cái hoặc là bột cạc man đó hoặc là bằng cái máy hút chân không ha. Thì mình phải chuẩn bị dụng cụ đó và khi mình đưa cái ống hút và cái bộ đó vào rồi là mình chỉ ví dụ cạc man thì mình chỉ cần mở hai cái khóa của cạc man, hoặc còn máy hút chân không mình chỉ cần mở khóa máy là cái lực hút nó rất là mạnh ha, mình hút thai vừa hút vừa xoay thì cái mô thai nó sẽ ra ha, sẽ kéo ra rất là mạnh. Sau đó mình sẽ kiểm tra lại chất hút là có phải cái phần mô với nhau của thai không. Rồi sau đó mình đánh giá cái thủ thuật đã hoàn thành, mình xử lý dụng cụ và chất thải, có nghĩa là mình bỏ dụng cụ vào trong cái bộ ngâm. À, còn hút chân không thì cái máy hút nó chứa cái chất thải rồi, thì sau khi hút xong nhiều ca thì người ta sẽ bị người ta hủy thôi ha. Thì mình nhớ là luôn luôn mình nhớ theo cái trình tự này, mấy bạn nhớ chưa? Thì mình nhớ là cái đo buồng tử cung nè, mình đo trước và có thể đo lại phía sau khi mình làm thủ thuật xong. Thì cái buồng tử cung sau khi làm thủ thuật xong tất nhiên là nó đã hết thai rồi thì nó sẽ co lại, cái buồng tử cung nó sẽ co lại. À, nó giảm kích thước rất là nhanh. Còn nhiều trường hợp mà nó còn to hoặc là còn ấy thì có thể nó còn sót cái phần nhau phần thai thì nó sẽ gây chảy máu ha. Đa số thì hút bằng cái này thì đa số nó hút ra hết trơn à, không có còn sót lại đâu ha. Rồi những cái tai biến thì mình nhớ là có những cái trường hợp ví dụ như sốc nè, vì đau á hoặc là vì chảy máu nhiều người ta cũng sốc nữa. Cho nên trong cái quá trình đó mình phải tư vấn trong thủ thuật á,
để mình nói chuyện với người ta, động viên trao đổi và mình nói cho người ta hiểu mình đang làm đến bước nào để cho người ta yên tâm, khách hàng yên tâm, người ta trò chuyện với mình á, thì nó cũng giúp giảm đau. Và mình cũng biết tình trạng coi có bị đau quá mà bị không có nói chuyện được hay không, dễ bị dẫn đến tình trạng sốc lắm mấy bạn. Mình coi cái tình trạng chảy máu ha, chảy máu coi nó có ra nhiều không, nếu mà chảy máu đỏ tươi ra là coi chừng có vấn đề. Các bạn hiểu không? Có khả năng thủng tử cung nếu mình làm thủ thuật quá thô bạo, có nghĩa là mình đưa dụng cụ vô, mình đưa rất là mạnh qua đến đáy tử cung thì thường mình sẽ rút nhẹ trở lại. Còn nhiều bạn thụt mạnh qua cái tử cung á thì tử cung mang thai nó thường rất là mềm. À, cho nên nếu mà làm mạnh tay quá nó sẽ xuyên thẳng qua cái đáy tử cung và vào trong ổ bụng luôn. Thì lúc đó là cái lực nào cũng không có hút được hết trơn các bạn. Lúc đó tự nhiên mấy bạn thấy cái tay nó nhẹ hẳn à. Rồi cái lực mà nó hút có nhiều khi hút những cái phần khác trong trong bụng vô là còn nguy hiểm nữa ha. Thì những lần đó là mình phải tất cả mình tắt máy đi hết luôn ha. À, lúc đó chuyển bệnh nhân lên phòng mổ thôi, chuyển khách hàng lên phòng mổ thôi, chứ không làm được gì trơn á. Còn nếu cầm cái bougie mà mình kéo cái cổ tử cung thẳng trục mà làm mạnh, kéo mạnh tay quá thì nó sẽ rách cổ tử cung, nó gây chảy máu rất là nhiều tại chỗ, máu đỏ tươi. Thì lúc đó bắt buộc mình phải may phục hồi cái cổ tử cung. Rồi những cái tai biến muộn, ví dụ như ta bị nhiễm khuẩn sốc thai sốc nhau thì tất nhiên người ta sẽ còn ra máu kéo dài, có tình trạng sốt đau bụng ha, thì lúc đó mình sẽ bị cho người ta đi khám liền để mình xử trí liền những cái trường hợp này. Còn theo dõi và chăm sóc sau đó thì mình sẽ theo dõi tại chỗ 30 phút và những cái tình trạng như là sinh hiệu về mạch huyết áp và tình trạng ra máu thì thường nó ít dần và máu nó đổ sạch. Mình sẽ để kê đơn thuốc và tư vấn sau thủ thuật, ví dụ như biện pháp tránh thai. À, cái này có chữ sữa là một tuần ha, một tuần sau cái thủ thuật thôi. Rồi đó là cái phương pháp đầu tiên của mình học, phương pháp phá thai ngoại khoa thứ hai của mình á là phương pháp nong và gấp ha. Này nó khác biệt, cái tên gọi là mình thấy nó khác nhau rồi ha. Thì nó có đặc biệt một cái là nong và nạo thai. Là thủ thuật của mình nong cái cổ tử cung cho nó rộng ra, bởi vì cái tuổi thai nó sẽ lớn hơn một xíu ha. Nong và nạo thì mình sẽ làm cho cái cổ tử cung nó rộng ra hơn, rồi mình dùng dụng cụ để gấp thai và nhau, sau đó mình nạo sạch cái buồng tử cung. Thì đối với những cái tuyến áp dụng thì vẫn là tuyến tỉnh, thành phố, tuyến trung ương đều được hết, và những cái người thực hiện là được đào tạo về phương pháp này rồi. Ở đây mình thực hiện từ 8 đến 12 tuần, có nghĩa là lớn hơn cái tuổi thai kia được 6, khúc chân không là từ 6 đến 12, thì đây từ 8 đến 12 tuần. À, ở những nơi mà người ta không có cái phương pháp thai chân không thì mình có thể cái thực hiện cái phương pháp này, cũng chống chỉ định là những cái viêm cấp đường sinh dục mấy bạn ha. Rồi những cái này thì chắc mấy bạn coi giùm cô, trong đó trong cái quy trình kỹ thuật á, thì nó có những cái phần đỏ là những cái phần khác nè, thì cô đánh dấu cho mấy bạn ha. Thì mình nhớ là mình sẽ nong cổ tử cung bằng cái bộ dụng cụ nong, hồi nãy cô có chiếu là hai cái bộ dụng cụ đó. Mình sẽ nong mà lưu ý là nong từ số nhỏ đến số lớn và mình không được nhảy số. Sau đó mình dùng cái kẹp hình tim để mình gấp thai vào nhau ha, gấp xuống, gấp ra hết. Sau đó mình gì, khi cái cổ tử cung nó rộng rồi thì mình gấp khá là đơn giản chứ cũng không có khó khăn gì nhiều. Rồi sau đó mình dùng thìa để nạo sạch lại buồng tử cung. Rồi đến những cái tai biến thì giống như hồi nãy mình cũng đã học rồi ha. Rồi về phần cái phương pháp ngoại khoa thứ ba của mình thì cái tuổi thai nó sẽ lớn hơn nữa, là từ 13 đến 18 tuần ha. Phương pháp của mình hôm nay là nong và gấp. Bây giờ mình sẽ làm cho cái cổ tử cung nó rộng hơn nữa, bởi vì cái tuổi thai mình nó đang lớn dần lên rồi. Thì mình có thể dùng cái thuốc misoprostol mình ngậm trước ha, để cho cái cổ tử cung nó mở rộng. Mình có thể ngậm 2 viên hoặc có thể là ngậm nhiều hơn nữa. Nếu mà cái cổ tử cung nó chưa cảm thấy nó chưa giãn nở được, chưa đủ rộng thì thế nào là không thực hiện được thủ thuật, bởi vì cái thai thì khá là bự nha mấy bạn, lớn rồi. Mình có thể dùng thuốc misoprostol hoặc là que nong để mình chuẩn bị cổ tử cung nó rộng hơn. Sau đó mình dùng bơm hút chân không kết hợp với kẹp cấp thai để lấy thai ra. Có nghĩa là mình hút chân không, chứ sẽ cái quy trình kỹ thuật sẽ nói hút để kéo cái phần thai xuống thấp. À, rồi sau đó mình dùng cái kẹp cấp thai để gấp thai ra. Cho nên mình dùng cái tuổi thai lớn là từ 13 đến 18 tuần. Đó, nãy cái câu hỏi của bạn là bao nhiêu tuần á, thì cho biết là đối với phương pháp ngoại khoa thì mình có thể dùng đến 13 đến 18 tuần luôn, và phương pháp nong và gấp. Tuy nhiên á, cái phương pháp này nó khá là khó nha mấy bạn. Đây là mình sẽ qua cái tuyến áp dụng nè. Cái người được phép thực hiện là bác sĩ sản khoa chứ không phải là người khác ha, mà đã được thành thạo về kỹ thuật phá thai bằng phương pháp 12 tuần bằng phương pháp phá thai ngoại khoa.
phải được đào tạo về kỹ thuật phá thai bằng phương pháp nong và gấp. Có nghĩa là cái này nó về cái cảm nhận nó khá là nhiều. Hay có những trường hợp người ta gấp mà người ta biết người ta gấp ra cái phần gì luôn. Bởi vì bác sĩ đó người ta đã quá chuyên nghiệp rồi. Người ta kẹp đến đâu người ta biết cái dụng cụ người ta dùng là dụng cụ gì. Người ta gấp trúng phần gì là người ta cảm nhận thấy luôn. Cho nên cái này nó rất là khó đối với những cái người mà chưa được đào tạo là không được làm rồi đó. Còn những người mới làm mà không có quá quen cũng rất là sợ ha. Cho nên những cái gọi là chuyên viên đó, người ta phải được đào tạo kỹ lắm thì người ta mới được làm những cái vấn đề này. Trong những trường hợp khó khăn thì mình có thể hỗ trợ thêm bằng cái siêu âm trong cái quá trình thực hiện thủ thuật á. Nếu mà khó quá người ta có thể dùng cái máy siêu âm để hỗ trợ phần cái phần để người ta biết là người ta hút đến cái phần nào của thai đó. Rồi về chỉ định thì từ 13 đến 18 tuần, để con coi cái này có gì đặc biệt không. Cái chống chỉ định thì đối với phương pháp này thì nó đặc biệt hơn, bởi vì đối với cái thai lớn cho nên mình chống chỉ định là những trường hợp nè. Và những cái trường hợp có u xơ tử cung hoặc sẽ mổ tử cung thì rất là thận trọng và mình cần hỗ trợ bằng siêu âm để mình sẽ giúp ích cho mình, lúc đó mình coi cái thai ra hết hoàn toàn chưa. Cái siêu âm là cái giống như con mắt thứ ba của người ta nhìn thấy rõ có còn sót nhau thai gì không, nên mình lưu ý cho những trường hợp này. Rồi đây là cái bộ dụng cụ này, mấy bạn thấy cái bộ này cô đồ rất là đỏ lên cho mấy bạn thấy á. Cái bộ này nó đặc biệt lắm, nó có những cái kẹp gấp thai nè, nó là những cái tên rất là đặc biệt luôn ha. Thì những cái này á, mấy bạn nhìn một lần là sợ luôn, thì nó bự lắm, cái răng của nó rất là bự. Cái kẹp tim của mình á, cái răng cưa nó rất là bé, không có cái kẹp này và cái những dụng cụ này mình nhìn một lần là mình rất là sợ, vì nó kẹp luôn cả cái phần sọ thai rồi cả phần tay chân xương các thứ, nó kéo đó, cho nên nó dùng cái lực khá là mạnh, nó kẹp phần nào mà nó lôi ra là trúng cái phần đó liền luôn. Kẹp và chỉ có dính thôi á, là kẹp ra, và nói chung là nhìn cô cũng coi một số ca rất là sợ ha. Thì những cái trường hợp này phải được đào tạo kỹ lắm đó, kẹp mà không trúng hay cái gì đó là nguy hiểm mấy bạn ha. Cái bộ ống hút của mình thì từ 12 đến 14 ha, và bắt buộc phải có cái phương tiện cấp cứu nè, có máy siêu âm để hỗ trợ nè. Cho nên đa số những cái trường hợp này sẽ hút mà sẽ gấp thai này lớn, thường ta gấp trong phòng mổ ha, thì có máy siêu âm, có bác sĩ siêu âm đứng kế bên để siêu âm coi luôn. Có giảm đau tiền mê trong phòng mổ thì người ta tiền mê rất là tốt. Tiền mê có nghĩa người ta cho dùng thuốc giãn cơ, thuốc ngủ chút xíu để cho cái cơ nó giãn ra, cổ tử cung nó cũng giãn, hỗ trợ cho mình rất là nhiều ha. Bệnh nhân không có gồng cứng, không có chống cự gì hết á, cho nên nó sẽ giúp cho mình làm thủ thuật nó dễ dàng hơn. Cho nên đa số là những cái trường hợp này trong phòng mổ nha mấy bạn. Rồi cái phần chuẩn bị khách hàng, những cái phần đỏ là cái phần khác biệt ha. Thì mình phải có cái giấy cam kết tự nguyện phá thai, dưới 18 tuổi lại phải có đơn cam kết của bố mẹ hoặc người giám hộ. Mình phải cho ngậm thuốc 400 mg, có nghĩa là 2 viên thuốc ha. Và mình theo dõi, nếu nó giãn nở chưa tốt mình có thể dùng liều tiếp theo. Nếu cần thiết mình dùng tiếp theo để cho nó giãn tiếp cái cổ tử cung ra, cũng không có gì gấp gáp hết á, mình cứ làm từ từ thôi. Rồi cái phần này cũng y chang vậy, chỉ có một cái quy trình tự nguyện kỹ thuật á. Thì mình nhớ ngoài cái chuẩn bị cổ tử cung bằng thuốc hoặc bằng que nong á, bằng cái lamina nong ra, thì mình có thể dùng cái bộ dụng cụ nong cổ tử cung, thì có thể cái bộ đó mình dùng đến cái số lớn hơn để giúp cái cổ tử cung nó rộng ra thì mình mới kéo cái phần thai ra các bạn ha. Rồi đặc biệt là mình cái thai nó nằm cao, nó bự, nó lớn rồi cho nên nó nằm cao, mình sẽ dùng cái ống hút để mình kéo cái nước ối và cái phần thai nó xuống thấp, và kéo nó xuống thấp thì mình mới tiến hành gấp thai được, nó được thành công. Còn nếu nó chơi với trên, đưa cái dụng cụ gấp lên trên cao quá là nó thất bại, mà nó nguy hiểm lắm. Tại cô nói rồi, cái kẹp đó nó rất là bự, mà gấp chúng cái phần nào là nguy hiểm cực kỳ. Cho nên mình nên làm cho cái phần thai mình nó thấp xuống đó, và ta tiến hành gấp thai sau đó. Nếu khó khăn thì có sẽ bác sĩ siêu âm hỗ trợ cái bên ha. Người ta gấp cho cái phần gì bên siêu âm nhìn thấy luôn để báo cho bác sĩ biết. Rồi sau khi gấp xong mình sẽ kiểm tra lại đã lấy hết các phần chưa, đánh giá cái thủ thuật hoàn tất. Rồi những cái phần dưới chắc cũng bị trang vậy cho nên cô không nói lại. Mấy bạn còn nghe không? Hình như cái số lượng nghe nó giảm rồi. Quốc Anh hỏi gì hả Quốc Anh? Quốc Anh, Nguyễn Lê Quốc Anh có giơ tay nè. Dạ cô hỏi là nếu như mà tuổi thai, cái phương pháp đầu tiên còn mà mình làm cho tuổi thai lớn hơn thì có những cái biến chứng nguy hiểm nào, cô muốn hỏi vậy ạ? Nó không được phép, bởi vì như vậy thì nó sẽ không có cái cổ tử cung, nó cũng chưa được chuẩn bị tốt hơn
Này cô có nói rồi đó, đối với thai càng lớn thì từng cái phương pháp áp dụng nó sẽ phù hợp với cái tuổi thai đó thì mình mới làm cái thủ thuật nó thành công được. Còn cái lực ví dụ như dụng cụ đó nó không đầy đủ, nó không đủ, nó không kéo được cái lực đủ mạnh thì sẽ cái thai nó sẽ không ra được. Mấy bạn hiểu không? Cho nên nó chỉ giới hạn đến 12 tuần thôi. Đối với cái thai lớn hơn là mình phải dùng dụng cụ khác để đủ cái lực và đủ cái thuật chuẩn bị cái cổ tử cung để mình làm được nó tốt hơn. Vậy là mấy bạn còn theo dõi ha. Cố gắng đi cô, nói nhanh cái phần phá thai nội khoa nữa nha. Rồi bây giờ mình đến tiến hành đến cái phần phá thai nội khoa là bằng thuốc uống á. Thì ở đây thì vẫn nói với mấy bạn là mình uống thuốc đến hết 7 tuần ha. Tại vì bệnh viện tuyến trên thì người ta sẽ uống thuốc cái thời gian nó sẽ cao hơn và dùng trên cái vết mổ cũ. Ha, đây thì mình chỉ học đến 7 tuần thôi. Là phương pháp chấm dứt thai nghén bằng cách sử dụng. À, mấy bạn chờ cô. À, cô xin lỗi, cô có cái điện thoại ha. Mình sẽ dùng hai loại thuốc ha, Mifepristone và Misoprostol để gây sảy thai. Đối với thai hết 7 tuần vô kinh, có nghĩa là mình dùng hai loại thuốc này, cái Mifepristone mục đích là nó làm ngưng tim thai và cái Misoprostol là mình gây co thắt thai để mình đẩy ra. Thì nếu mấy bạn đọc trên những cái phác đồ thì người ta có rất là nhiều phác đồ để chấm dứt thai kỳ bằng thuốc. Người ta nghiên cứu nhiều lắm và đây là những cái luận văn ra trường của những cái bác sĩ cao học, thạc sĩ, chuyên khoa 2. À, ngày xưa một cái thời người ta làm cho rất là nhiều luôn. Ví dụ như là người ta sẽ dùng, có thể người ta kết hợp một hai thuốc này. Có thể người ta sẽ dùng một thuốc misoprostol co bóp thôi. Thì cái liều dùng nó sẽ cao nhiều hơn. Có thể người ta nghiên cứu về cái đường dùng thuốc ha. Nhưng mà trong cái quy trình của mấy bạn đang học hiện tại thì cô chỉ dùng cái đường uống, còn nó còn nhiều cái đường khác để dùng. Bởi vì cái thời gian bán hủy nè, cái đường dùng thuốc khác nhau nó sẽ gây cái hiệu quả nó sẽ khác nhau. Cho nên những cái đề tài nổ ra rất là nhiều để người ta tiến hành coi là cái đường nào nó sẽ hiệu quả và so sánh. Thì sau này lớn lên rồi mấy bạn đọc thêm tài liệu ha. Rồi tuyến áp dụng thì tuyến tỉnh trung ương, còn nếu và quan trọng là nếu áp dụng phương pháp này thì cái khoảng cách từ nơi ở đến cơ sở y tế thì không quá 30 phút. Có nghĩa là đến thời gian, nếu dùng thuốc này thì phải thời gian đến cơ sở y tế rất là gần, 30 phút. Không có được cả tiếng, 2 tiếng đến thì nhiều khi xử trí không có kịp. Những cái bác sĩ nào cho uống thuốc thì phải được huấn luyện về phương pháp phá thai bằng thuốc. Có nghĩa là khi mà áp dụng phương pháp phá thai nội khoa hoặc ngoại khoa thì những cái bác sĩ đi học này người ta phải được cấp chứng chỉ ở bệnh viện, chẳng hạn ở Từ Dũ. À, ta phải học những cái khóa đào tạo về phá thai nội khoa và được cấp chứng chỉ, được thi ha, được thi, được kiểm tra, cấp chứng chỉ thì mới được dùng thuốc ha. Về ngoại khoa cũng vậy, khi phá thai ngoại khoa này, phá thai về, tôi xin lỗi, phá thai về nội khoa, người ta cũng phải được học luôn cái bằng phá thai ngoại khoa luôn
để lỡ trường hợp phá thai nội khoa thất bại thì sẽ chuyển qua phá thai ngoại khoa nha mấy bạn. Cho nên vẫn phải có hai cái bằng cấp đó mới được tiến hành cái thủ thuật nha. Cái được áp dụng đình chỉ thai nghén. Rồi chỉ định thì áp dụng những cái phụ nữ nào mà tự nguyện chọn phá thai bằng thuốc để chấm dứt thai kỳ và có cái tuổi thai từ 49 ngày trở xuống, hay có nghĩa là 7 tuần vô kinh thì người ta mới được áp dụng cái phương pháp này. Rồi chấm chỉ định thì những cái bệnh lý mà nó ảnh hưởng về những cái thuốc mà nó ảnh hưởng những cái bệnh lý này nè thì người ta sẽ không có được dùng. Ví dụ cô hỏi thi là cô sẽ xoay quanh cái chấm chỉ định này nè. Mấy bạn nhớ một cô ha, chấm chỉ định. Lỡ đi thi thì biết là những cái trường hợp nào được dùng thuốc và những trường hợp nào không được dùng thuốc. Rồi tư vấn hồi nãy mình có nói rồi, chuẩn bị cái hàng của mi trang vậy mình sẽ khám, quan trọng mình xác định tuổi thai. Cái này tất cả những cái chấm dứt thai kỳ, định chỉ thai ấy, là mình phải xác định chính xác tuổi thai nha mấy bạn, để mình chọn cái phương pháp chấm dứt ha. Rồi quy trình kỹ thuật thì mình cho uống một viên mifepristone 200 mg dưới sự quan sát của nhân viên y tế ha. Sau đó mình theo dõi sinh hiệu trong vòng 15 phút rồi cho về nhà. Sau 48 giờ sau thì người ta trở lại cái cơ sở y tế, mình sẽ cho uống hai viên misoprostol 400 microgram, một viên là 200 microgram thì mình sẽ cho uống hai viên ha, dưới sự giám sát của thầy thuốc luôn. Rồi sau đó mình sẽ theo dõi trong vòng 4 giờ. Nếu mà đau bụng quá là do những cái cơn co thắt, mình có thể dùng thuốc giảm đau á, paracetamol hoặc ibuprofen á, nghĩa là chỉ có giảm đau về cái mặt giảm đau cho ấy thôi chứ cũng không ảnh hưởng đến vấn đề cái tử cung nó tống xuất cái thai, cho nên mình vẫn có thể dùng thuốc giảm đau được nha mấy bạn. Có nghe mình nhớ quy trình kỹ thuật, cho một viên trước để ngưng tim thai, theo dõi sinh hiệu 15 phút ổn thì cho về, 48 giờ sau tính từ cái viên đầu tiên thì mình sẽ cho uống tiếp theo là hai viên misoprostol. Ở đây thì có nhiều cái đường dùng thuốc nhưng mà trong của mình thì mình sẽ vẫn uống nha mấy bạn. Rồi nếu trường hợp mà ra máu ồ ạt thì mình cầm máu tức khắc bằng cách mình hút hoặc nạn cầm máu liền, có nghĩa lúc đó nó co thắt nó đẩy ra rất là nhiều, mà nó nhiều khi nó kẹt cái thai, nó kẹt này thuốc nó co bóp nó đẩy cái thai, nó kẹt cái cổ tử cung nó không ra được, cái chảy máu hoài thì bắt buộc là gì, mình phải dùng cái dụng cụ để mình gấp cái thai ra hoặc mình hút cầm máu lại liền ha, chứ mình không có để cái tình trạng đó. Có nghĩa là cô mới nói bác sĩ nào phá thai nội khoa cũng phải có bằng cấp phá thai ngoại khoa luôn để người ta xử trí ngay những cái trường hợp này ha. Rồi sau khi dùng thuốc xong thì mình theo dõi, mình sẽ tái khám lại ha. Cô cũng xin lỗi, cái này cô cho một tuần hết. Còn nếu sai đã xảy và hết ra máu thì coi như là tốt. Còn nếu đã xảy mà còn ra máu thì mình theo dõi tiếp coi đến chừng nào hết ra máu, nó giảm dần cái lượng và màu sắc thì mới được nha. Còn nếu mà thất bại có nghĩa là có những trường hợp á, sản phụ uống thuốc mà nhiều khi người ta bị nôn ói, người ta khó chịu quá, người ta ói liền sau khi dùng thuốc mà người ta cũng không báo cho cái nhân viên y tế biết thì coi như cái đó là không có tác dụng gì hết trơn á, thì cái thai nó vẫn tiếp tục phát triển, thì lúc đó mình sẽ tiến hành hút thai luôn chứ mình không có chờ đợi nha mấy bạn. Rồi nãy có nói là những cái tai biến và xử trí, thì đi thi cô sẽ cho những cái tai biến và xử trí, ví dụ cô ghi câu hỏi trắc nghiệm á thì mấy bạn có thể đánh vô cái câu trả lời đúng của mình ha, cũng không có đánh đố gì mấy bạn đâu, miễn là mấy bạn có đọc bài là được rồi. Rồi cái phá thai bằng thuốc thì nói chung nó cũng khá là đơn giản, mình sẽ biết được cái công dụng của cái thuốc đó để mình cho dùng thuốc cho nó hợp lý thôi ha. Đa số thì cái định chỉ thai bằng thuốc thì cái thành công, tỷ lệ thành công cũng khá là cao, chỉ có một số trường hợp ví dụ như bị chống chỉ định hoặc là người ta dùng vô người ta bị nôn ói thì nó mới thất bại thôi. Mấy bạn còn trong lớp không? Lý Nguyên Lý, bạn Lý có hỏi câu hỏi gì không em? Chào cô ạ, cô nghe không ạ? Ừ, cô nghe nè. Dạ, em muốn hỏi cái phương pháp phá thai bằng nông và gấp vào tuần thứ 13 đến tuần thứ 18 á cô. Ừ. Là mình sau khi mình dùng misoproton xong thì mình khi nào là mình biết là cái cổ tử cung nó đã sẵn sàng vậy cô? Ừ, mình cho dùng trước từ 4 đến 6 tiếng á, sau đó mình khám lại. Mình khám lại mà thấy cái cổ tử cung nó chưa chuẩn bị tốt, nghĩa là chưa có mềm mà chưa có mở, thì mình có thể dùng liều thứ hai. Có thể dùng thế tiếp tục hai viên. Cái khi nào mình đánh giá nó ổn á thì mình bắt đầu mình mới tiến hành. Không có gì gấp hết á. Tại cái cổ tử cung nó chưa chuẩn bị tốt thì không thể nào em gấp được cái thai ra hết trơn á. Là mình bắt cần phải kiểm. Sao em? Dạ ý em hỏi là mình phải mình cần kiểm tra là nó mở bao nhiêu phân là tốt quá cô. Không, nó chỉ cần nó mở, nó giãn nó mở ra là được rồi. Còn sau đó có thể mình hỗ trợ lên phần phương pháp nông á, nông rộng ra chút xíu ha.
Có nghĩa là đừng có chắc quá, đừng có cứng mà đừng có đóng kín là mình không có làm được thủ thuật thôi. À, dạ em cảm ơn cô nhiều. Rồi lớp bắt đầu phát biểu hơi nhiều hen. Rồi bây giờ cho hai câu hỏi nữa đi, rồi cô sẽ chuyển qua một bài nữa, chắc cô cũng hơi bị đuối rồi. Phương Vi. Dạ. Dạ cô, em có hai câu hỏi muốn hỏi cô. À, câu đầu tiên á, là cái phương pháp phá thai nông và gấp từ tuần 13 đến tuần 18 thì đối với là em thấy có một cái nữa là chống chỉ định trong cái dị dạng sinh dục. Vậy nếu thai trong cái tuần tuổi này mình không được sử dụng phương pháp này thì mình sẽ xài phương pháp nào ạ? Câu này cũng khá là hay á. Thì bài của mình nó chỉ giới hạn đến đây, tuy nhiên á, trong cái phác đồ thì mình có thể dùng cái thuốc để mình nhập ha, mình nhập rồi sau đó mình sẽ hỗ trợ thêm bằng cái mình theo dõi có cái trường hợp đó nó có sanh, như là nó sanh theo cái ngày âm đạo được hay không, nó sẽ gọi là sảy thai được tự nhiên hay không sau khi mình dùng thuốc. Còn nếu trường hợp mà không được nữa thì nói chung là những cái trường hợp người ta rất là hạn chế can thiệp với cái đường trên, mình sẽ cố gắng cho sanh cái đường ở ngã dưới nó sẽ tốt hơn. Tại vì khi mà những cái dị dạng đó người ta sợ là người ta sẽ làm nó tổn thương nhiều. Nếu mà kẹt lắm mà cái thai nó vẫn chưa ra thì chỉ có một cái phương pháp là mổ bụng thôi. Thì đối với những cái tình trạng thai nghén người ta hạn chế can thiệp cái đường phẫu thuật lắm, người ta chỉ dùng cái thủ thuật thôi. Đó cho nên cô mới nói những trường hợp đó bắt buộc phải ở tuyến trên, bác sĩ tuyến trên. Ở trên đây có nhiều trường hợp đó, những bác sĩ rất là giỏi. Và thậm chí những bác sĩ cô đã gặp những trường hợp mà khó lắm. Bác sĩ trưởng khoa bên có hàng hóa gia đình người ta phải phối hợp nhiều phương pháp và nhiều thuốc để người ta hỗ trợ cùng một thời điểm thì mới lấy cái thai. Có nhiều khi hả, nằm cả một cả tuần, hai tuần người ta mới có thể lấy cái thai ra được. Nó có nhiều vấn đề lắm. Thì mình chỉ biết là những cái căn bản thôi. Còn mình đi sâu hơn thì bắt buộc mình phải học chuyên khoa. Rồi câu hỏi thứ hai của Vi là gì? Dạ, câu hỏi thứ hai của em là cái phương pháp mà hút dân không á làm mình hút mù ha cô. Tại em có tham gia một vụ mổ, một cái ca là thai trên vú mổ cũ thì em thấy là hút dưới hướng dẫn của siêu âm. Vậy thì những cái ca mà không phải là vú mổ cũ á, vậy là mình hút mù hả cô? Rồi sau hút mình có kiểm tra lại không cô? À, câu này cũng hay ha. Đa số là mình sẽ dùng tất cả này là bằng cảm giác. Chỉ có cái phương pháp mà cuối cùng nông và gấp bởi vì thai bự á. Và khi cảm thấy khó khăn á, thì người ta mới dùng siêu âm để hỗ trợ. Nhưng mà ở bệnh viện tuyến trên thì đa số là nó đã khó rồi. Cho nên đa số cô thấy cho vô phòng mổ là dùng cho tiền mê và nó giãn nở tốt. Rồi bác sĩ siêu âm hỗ trợ đứng kế bên để gấp những cái thai lớn. Tại người ta rất là sợ cái kẹp đó mà nó gấp trúng cái tử cung mà không phải, nó xuyên qua tử cung mà nó gấp trúng ruột, nó kéo cũng ra nữa đó. Cho nên người ta rất là sợ. Còn đối với những cái thai nhỏ hơn thì hầu như mình dùng cảm giác là chính, mình hút á và mình cảm giác được khi nào tử cung nó sập là khi tử cung bắt đầu nó sẽ co dần kích thước, và khi mình hút ra mình sẽ đánh giá cái chất mà mình hút ra đó. Cho nên hồi nãy có một cái câu cuối cùng á là mình phải đánh giá cái mô mình hút ra đã đầy đủ chưa, có nghĩa là mình ước lượng như vậy và khi mình hút á mình sẽ cảm giác là cái buồng tử cung nó siết chặt lại và nó nhám trong cái buồng tử cung nó sẽ hết hoàn toàn. Phương Vi hiểu không? Còn nếu em cảm thấy khó khăn thì em có thể hỗ trợ siêu âm. Tuy nhiên là các tuyến nào, không phải tuyến nào nó cũng có. Cho nên người ta chỉ nói là đối với những trường hợp khó khăn là mình phải chuyển lên tuyến trên là vậy. Còn những cái tuyến dưới hầu như chỉ có dùng phá thai bằng thuốc thai nhỏ thôi. Còn tuyến cơ sở là nãy cô có nói cái câu đầu tiên là dưới 6 tuần. Còn trên nghĩa là 6 tuần người ta hút chân không thì vì nó nhỏ. Còn trên nó nữa, có thể là nơi đó người ta không có thuốc uống, người ta phải dùng cái phương pháp hút chân không. Cho nên mình lựa chọn phương pháp phải tùy theo cái điều kiện của cái cơ sở đó, nó có cái phương pháp gì, có an toàn không. Cơ sở thì chỉ có 6 tuần thôi, còn cao hơn nữa là bắt buộc phải tuyến trên nè. Tuyến trên thì có thể bệnh viện quận cũng được, còn cao hơn nữa là bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, các thứ là tuyến cuối cùng chẳng hạn. Thì tại những như đó hầu như đều được trang bị máy siêu âm. Cho nên mình không phải tất cả đều dùng máy siêu âm, mình chỉ dùng khi nào cần. Thai nhỏ thì cái cảm giác của mình hút ra. Em nào mà có cái thực hành được cái những cái phương cầm thử cái bộ dụng cụ chân không là em được cảm nhận á, là em sẽ thấy là em cảm nhận rất là rõ về cái tay của mình. Khi mà thai nó ra hết rồi, cái tử cung tự nhiên nó co lại hết, co lại co hồi lại luôn á, thì cái đoạn mà em đo sau khi hút xong cái buồng tử cung á là nó rất là ngắn. Và cái thứ hai nó nhám và nó siết chặt cái ống hút của mình á, là mình biết nó ra hết rồi. Cái thứ ba là mình sẽ thấy cái bọt hồng nó trào trào ra. Có nghĩa là khi mà mình hút là mình phải có kinh nghiệm, có
có kiến thức là khi nào nó đang hoàn thành. Phương Vy hiểu không? Dạ dạ em hiểu rồi cô. Dạ em cảm ơn cô. Nói chung hỏi rất là hay mà sao hỏi quá trời. Đến giờ mấy bạn, đến giờ của mấy bạn á. Vy hỏi hai câu rồi, còn ai chỉ hỏi một câu nữa đi. Ai muốn hỏi trước? Còn một bài nữa đó. Bạn nào chưa hỏi câu nào nè? Giờ Hoàng Minh đi, cho Hoàng Minh đi, Hoàng Nghi nhưng có đó rồi nha. Còn nếu mấy bạn hỏi cô trả lời hết là mấy bạn đọc bài bài kia nha. Giờ lớp alo. Alo cô ơi, cô nghe em nói không ạ? Rồi, nói đi Minh. À, đối với phương, em muốn hỏi là đối với phương pháp dùng thuốc của cô thì sau bao lâu thì là bệnh nhân sau uống thuốc bao lâu thì bắt đầu là máu nó rỉ ra từ từ cô? Với lại là thì lượng máu nó ra thì nó như thế nào cô? Ý là cái lượng nó ra. À, thường sau bao lâu? Mình sẽ có hai loại thuốc. Thì thường cái thuốc đầu tiên là cái mifepristone, nó hầu như chỉ là ngừng tim thai. Thì người ta không có triệu chứng gì luôn. Ha. Hoặc rất ít trường hợp chỉ có máu thấm vào 1-2 giọt thôi. Nhưng mà cái thuốc thứ hai á, là cái thuốc thực sự nó khởi động cái thử co thắt tử cung để đẩy cái thai á. Thì sau khi người ta dùng thuốc từ 15 đến 30 phút là bắt đầu có những cái cơn co thắt nó đẩy cái thai ra. Thì khi mà cái cơn co thắt càng ngày càng nhiều á, thì cái lượng máu sẽ ra nhiều hơn ha, nhiều hơn. Và đến khi đỉnh điểm là cái túi thai nó tróc ra hết và nó xảy ra, thì em sẽ, người ta sẽ nói với em nghe là thấy ra một cái bọc ha. Thì nếu thai nhỏ hơn, túi thai càng nhỏ, ví dụ 6 tuần chưa đến 7 tuần á, thì người ta giống như người ta ra kinh nguyệt, nó nhiều hơn vậy. Và cái túi, mà khi ra cái túi thai rồi thì cái lượng máu sẽ giảm dần, cái tình trạng đau bụng nó cũng sẽ giảm dần. À, còn nếu mà trường hợp mà nó cứ rỉ rỉ kéo dài thì có khả năng nó chưa có ra hết được. Có nhiều trường hợp nó co thắt nó đẩy mạnh quá, người ta cũng thấy cái túi nó trôi ra theo những cái móc cục, người ta không để ý. Nhưng mà người ta sẽ cảm nhận được cái tình trạng đau bụng giảm dần và ra máu giảm dần. Thì lúc đó mình kiểm tra lại thì cái bụng tử cung nó đã sạch rồi. Còn có những trường hợp người ta để ý được thì người ta sẽ phát hiện ra cái túi đó. Thì trung bình là khoảng từ 15 đến 30 phút sau khi ngập thuốc, uống thuốc nha. Uống cái viên misoprostol á. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, ok. Nghi hả? Vẫn Nghi hỏi nữa phải không? Rồi, một bạn Nghi nữa thôi nha. Ủa Hải này có liên quan Trần Hoàng Minh với Trần Hoàng Nghi nè. Dạ, alo cô ơi. Cô muốn em nói không ạ? Có anh em gì với Minh không Nghi? Dạ không. Ủa sao họ tên giống y gian nhau à? Dạ. Dạ. Rồi. Cô ơi, cô cho em hỏi là trong tại sao cái phương pháp dùng thuốc nó khả năng thành công cao mà nó cũng đơn giản hơn mà người ta không áp dụng cho tuyến huyện hả cô? À, thì hồi nãy mình có một cái câu là trong vòng 30 phút người ta phải có điều kiện đi đến nơi, đến cái nơi để kiểm tra liền. Và cái thứ hai nữa là phải có cái thuốc ha, nghĩa là phương tiện nào sẵn có tại nơi đó thì người ta sẽ dùng áp dụng ha. Và người ta phải được tập huấn về cái phương pháp dùng thuốc này. Cái câu hỏi của em nó cũng khá là hay, bởi vì nó cũng không có can thiệp gì nhiều. Tuy nhiên nó cần một cái quá trình theo dõi ha, quá trình theo dõi, và người ta phải biết được những cái yếu tố nào nó nguy cơ để người ta đến liền. Vì có những trường hợp á, dùng thuốc xong máu nó ra rất là nhiều, nó kẹt ngay cái phần cái cổ tử cung á, người ta không có theo dõi được thì nó rất là nguy cơ. À, thì lúc đó đến người ta lại bắt buộc phải gấp và hút. Thì tùy theo cái nơi đó và bác sĩ được tập huấn như thế nào thì người ta sẽ áp dụng. Nhưng mà những cái thuốc này không có mua được tùm lum trên thị trường gì đâu. Nó sẽ chỉ có cung cấp cái cơ số và rõ ràng những nơi nào được cấp thôi. À, thì có những cái tuyến mà người ta hơi lạm dụng, người ta dùng cái thuốc phá thai nội khoa mà đối với cái tụ thai lớn hơn á, thì thật sự nó rất là nguy cơ vì người ta không có quản lý được. À, còn cái vết mổ cũ thì không được dùng ở tuyến dưới nha. Nhưng mà cô thấy nhiều bác sĩ tuyến dưới rất là lạm dụng luôn. Họ dùng bừa bãi lắm kìa. Cho nên nó nguy cơ nó vỡ tử cung rất là nhiều. Ha. Thì hầu như là cho nên người ta siết chặt lại cái vấn đề đó bằng cách là người ta thấy chỉ cho trong những trường hợp mà hạn hữu thôi. Đó là lý do tại sao người ta dùng những cái phương pháp, người ta có nhiều cái phương pháp để áp dụng tùy cái tuổi thai khác nhau nữa. Mình học đây là một phần thôi. Còn sau này em đi lên thực tập bệnh viện, nó còn nhiều cái tuổi thai nó còn lớn hơn. Và như hôm rồi cô trực á, có một cái ca là coi như là 23 tuần,
có nghĩa cũng đã vượt quá, nhập thuốc 2 ngày đủ phát đồ rồi, thai nó cũng y nguyên, không có ra không có một cái gì đấy thay đổi á. Cái trường hợp đó cũng khá là mệt, thì lúc đó tiếp tục khoa phòng sẽ bắt đầu áp dụng phương pháp ngoại khoa chứ không có dùng nội khoa được nữa. Rồi mình đồng ý. Ừ. Thôi hôm nay mình hồi nãy thì không hỏi, bây giờ bắt đầu tích cực phát biểu, mà lớp này hỏi nhiều cũng hay. Chưa có năm nào cô thấy mấy bạn tích cực như năm nay mà phát biểu.